Kính bạch thầy, người bệnh được khuyên là nên trì chú đại bi, chú dược sư vân vân để khỏi bệnh. Nếu thiệt là linh ứng thì làm gì có người chết? Chết vì bệnh. Còn nếu là không linh ứng thì khuyên trì tụng làm gì? Thứ hai là khi gặp khó khăn, mọi người hãy cúng vái cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ. Vậy chư Phật Bồ Tát có gia hộ không? Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh thân và bệnh tâm. Về thân bệnh thì ai cũng có, nhưng mà mình lo lắng cho cái bệnh đó, nó tăng trưởng bệnh hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái người bị ung thư mà người ta sống sầu não lo rầu cho cái bệnh đó, thì làm cho cái độc ung thư nó càng dễ sanh. Vì vậy cho nên đó, mình muốn giúp cho cái tâm bệnh người đó được nhẹ phần nào, cho nên mình thường khuyên người ta tụng kinh. Tụng để làm gì? Để người ta có một niềm tin, người ta gửi vào cái năng, cái buồn khổ người ta vơi đi qua cái lời kinh thì người ta không có khổ đau đầy hai phần, vừa thân và vừa tâm. Và nếu như người ta có đầy đủ cái niềm tin, cái điều này chúng ta không thể nói được. Bởi vì sao? Bởi vì có cảm thì có ứng. Có cảm thì có ứng. Nếu niềm tin mình mà đầy đủ và phước mình chưa hết thì có thể cái đó nó có. Nói như vậy thì đạo hữu này cũng đúng thôi. Nếu mà trì chú mà linh thì đâu có người chết vì bệnh. Nhưng mà thay vì người ta chết vì bệnh mà chết đau khổ lo lắng, thì mình nên đến mình khuyên người ta. Bệnh một mặt là phải trị, và đồng thời giúp cho người ta an định cái tâm. An định cái tâm qua cái sự tụng kinh trì chú, chứ không phải tụng mà hết. Phải không? Nó căng, nó cái duyên nó nhiều phần. Mình tụng là một phần, nhưng phước nghiệp của mình nữa. Cũng giống như mình bệnh mà uống thuốc vậy đó. Đâu phải uống thuốc là hết đâu. Phải không? Nhưng mà không thể không uống thuốc. Vì vậy cho nên á, khi một người nào có bệnh á, mình đến mình cho người ta cái an ủi. Bác ơi, bác đừng có lo nha. Như hồi nãy đó, Pháp Hòa biết có một bác Pháp Hòa quen lâu năm lắm rồi. Gần 30 năm quen biết bác. Thì hôm nay Pháp Hòa biết bác bị bệnh nan y, cho nên Pháp Hòa tranh thủ chạy xuống thăm bác. Mà thật sự ngồi được có 15 phút à, là phải quay về liền. Thì trước khi đứng dậy, Pháp Hòa nói bác ơi, bác đừng có lo. Bác sĩ ở đây giỏi lắm, người ta sẽ tận tình chăm sóc cho bác. Tại vì cái người bệnh là người ta thường lo, cho nên mình cho người ta một lời an ủi để người ta nhẹ nhàng. Thì cũng giống như mình cho người ta lời kinh vậy. Như bây giờ giúp cho người ta có cái chỗ trụ, cho nên mình nói bác niệm Phật đi. Thì người ta lo, ta niệm Phật, cái người ta quên kia. Pháp Hòa có một ông cụ, năm nay ông đã 95 tuổi rồi mà vẫn còn sống. Ông bị tim nặng lắm. Thì khi mà ông lên cơn tim mà sắp mệt á, thì ông nghĩ là ông sắp chết. Cho nên ông lên giường, ông nằm sẵn mà ông thở theo cái mệt của ông. Khi mà tim ông lên nó hất lên một cái ông nói à gì. Rợn lát nữa cái nó xuống cái ông Đà Phật. Mà cứ a à, mà ông niệm A Di Đà Phật theo cái mệt của mình vậy đó. 10 phút sau cái nó tỉnh lặng xuống. Mà tới bây giờ 95 tuổi còn đi xe bus ào ào. Cũng giống như cái người gặp khó khăn vậy đó. Khi mà người ta gặp khó khăn thì người ta thường hay hoang mang, lo sợ đủ thứ. Cho nên mình tôn giáo là người mình có một cái phần cầu nguyện. Thưa đại chúng, ở sống ở đời á, lý trí và tình cảm là hai cái mà không thể tách được. Lý là mình nói như vậy, nhưng mà đôi khi nó cũng phải có cái du di. Thì ở đây cũng vậy. Mình nếu mình nói rằng không có gì hết thì con người sống khô khan và không có điểm tựa. Cho nên khi một người người ta có nhiều khó khăn mà người ta hoang mang thì nó thôi ngồi xuống tĩnh lặng tụng thời kinh, gọi là cầu nguyện. Chứ cầu là gì? Cầu là muốn, muốn mới cầu đó. Còn nguyện là gì? Nguyện là làm. Mình muốn được như vậy thì mình cố gắng mình làm như vậy thì gọi là cầu nguyện. Thí dụ nói Nam Mô Di Đà Phật, con cầu cho con hết bệnh. Phải không? Cầu hết bệnh, cầu là muốn hết bệnh, thì nguyện thì phải uống thuốc chữa bệnh. Cho nên nó không có cái gì gọi là mê tín, mà chẳng qua là một phương tiện
giúp cho tâm của người đó an và tùy theo cái phước nghiệp của họ. Và đồng thời có những cái cảm mà chúng ta không thể dùng ngôn ngữ bình thường để chúng ta nói được. Bởi vì có những cái điều chúng ta không giải thích được. Nó do linh cảm thôi. Mà cái chỗ cảm đó đâu có ngôn ngữ nói. Bạch Thầy, thật là hạnh phúc được gặp Thầy và nghe giảng Pháp. Con xin có hai câu. Xin Thầy chỉ cách lại uy nghi khi đến chùa. Trước kia con chưa biết Phật, trong nhà có thờ thổ địa thần tài và ông Táo, nhưng bây giờ con đã biết Phật rồi thì con có thờ thêm Phật phía trên như vậy được không? Cái này Pháp Hòa cũng sẽ dự định hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một đề tài thần tài thổ địa. Nhưng mà thôi thì sẵn câu hỏi này thì Hòa cũng giải thích luôn. Về cái phần lạy á, thì Pháp Hòa cũng đã nói nhiều trong một vài cái bài giảng trước. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ thêm á, lạy Phật có nghĩa là một cái pháp tu cho mình trừ đi cái ngã, cái tôi của mình, và đồng thời để giúp cho mình tiếp xúc được, mở lòng mình ra với muôn loài, muôn người. Cho nên khi lạy Phật là 10 ngón tay mình khép cho chặt. 10 ngón tay là tượng trưng cho cái tâm của mình nó lăng xăng ở 10 cõi. Bây giờ mình hiệp nó lại, cho nên thường lạy Phật đọc là nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm chứ không có tâm khác, một tâm này thôi, cho nên hiệp lại thành một và để ngay lòng ngực đây. Quý vị hiểu ý không? Để đây là tượng trưng cho đóa sen lòng ngay nơi tâm của mình. It's a flower come from the heart. Cho nên mình để ngay đây. Và khi mình lạy là mình đưa lên trán, tức là mình muốn cầu cái chỗ cao thượng thì trước hết phải hạ mình. Cũng giống như người muốn học giỏi thì trước hết phải hạ mình để học người khác. Trước khi lên làm vua thì cũng phải làm thái tử hay là làm cái người bình thường trước. Cho nên mình đưa lên trán cầu chỗ vô thượng, rồi thì mình hạ xuống mình lại. Và khi mở người mình xuống rồi thì tay mình mở ra để tượng trưng cho mở lòng, open heart, để mình học hỏi với nhiều người, để cho mình trưởng dưỡng mình lên. Nhưng mà khi mình lạy xuống, mình chỉ nhẹ xuống, mình mở ra, chứ mình cũng không cần đưa lên trán lại rồi mình xòe tay ra rồi mình xuống chứ mình mở ra như vậy, rồi mình ốp lại như vậy. Không có cần. Mình nhẹ nhàng bình thường thôi. Còn cái chuyện mình thờ ông Táo đó, thần tài thổ địa, cái này là thuộc về Trung Quốc chứ không phải của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu cái gì cũng có thể là thần. Cho nên mình có thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần chủ mã, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không gì đó. Thì bây giờ á, nếu mình đã chưa thờ thì khỏi thờ. Còn nếu đã thờ thì thôi cứ thờ mà không cần phải dẹp. Bởi vì theo Pháp Hòa quan niệm, mình kính vẫn hơn là mình bất kính. Thí dụ bây giờ mình dọn vô nhà, mình ở nhà mới, thì mình mua một dĩa trái cây, mình thắp cây hương, mình nói hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình con chính thức dọn vào trong nhà mới này để cư ngụ. Con xin trình cho các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mạc biết và gia hộ cho con ở đây được an ổn. Thí dụ người ta nói trời mê tín, thôi không sao, Pháp Hòa nghĩ dĩa trái cây và nói lên một lời nói đó có tốn kém, có chết người ta hàng tây nào đâu cũng nói. Và thí dụ bây giờ mình nghĩ đi, mình sống hàng xóm cũng phải biết hàng xóm chứ, lâu lâu còn chiên chả giò được cho hàng xóm. Thì thôi các vị, mà đối với các vị mình không thấy, nhưng mà có kính thì vẫn hơn là lòng mình bất kính. Thì theo cái quan niệm Pháp Hòa là như vậy. Cho quý vị đã thờ thì thôi cứ thờ, còn ai chưa thì miễn cũng được, không sao. Còn mình đang thờ rồi thì bây giờ mình nếu có thờ Phật thêm thì mình cũng cứ gọn lại cái bàn thờ chỗ đó mình thờ thôi, chứ cũng không có sao. Nhưng nếu mình muốn thỉnh cũng thỉnh, để mình cất, mình đưa vào chùa cũng không sao. Cái đó tùy mình. Nhưng mà Pháp Hòa biết khi quý vị dọn rồi quý vị khó chịu lắm. Bởi vì cái gì mình thờ rồi mình dọn mình khó chịu. Thì thôi quý vị cứ kính thờ không sao hết. Mình bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Mình kính trọng mọi người, dù mình không biết người đó tốt hay xấu,
Nhưng mà cái đó, cái đức nó vẫn sanh, cái phước nó vẫn có hơn là ai mình cũng coi thường. Nghĩ như vậy đó. Cho nên cái người nào mà đồng tu, đồng đạo với mình đó, mình nói cái người đó thấy khét lắm, cái người đó thế này, thế kia, nói vậy chứ ít nhất ta biết đi chùa rồi. Thì có ai để mà thấy ghét không ưa đâu. Người người mà xấu mình còn lễ được mà. Cho nên không có gì trở ngại. Cho quý vị tập như vậy để tăng trưởng cái đức cho mình, cái phước cho mình. Bạch thầy, con muốn hỏi tại sao phải đốt nhang? Đốt nhang có ý nghĩa gì? Xin thưa, nhang hay là hương là tượng trưng cho giới đức hay là giới hạnh của mỗi người. Ở trong kinh có câu: trong các loài hương không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên mỗi khi mình thắp hương á, là tượng trưng cho cái giới hạnh của mình. Ví dụ người nào mỗi lần thắp hương á, thì nó có bài kệ cho mình đọc để mình nguyện: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức Bồ đề trồng gieo. Cho nên mỗi lần mình thắp cây hương cho Phật thì không phải cho Phật thơm, mà chúng ta thắp cây hương đó là chúng ta nguyện giữ gìn những cái giới mà chúng ta đã tiếp nhận. Thí dụ như 5 giới, 10 giới vân vân, để làm cho cái hương đức hạnh của mình càng ngày càng lan tỏa. Nhưng bây giờ thắp hương thắp mấy cây? Căn bản á, thì 3 cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà thật sự ra đó, trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ, có giới. Trong giới có tuệ, có định. Cho nên chỉ cần thắp 1 cây cũng đủ. Quý vị hiểu ý như vậy. Hương của Phật có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta gọi là ngũ phần hương. Cho nên mình thắp 1 cây đủ rồi. Còn nếu như mình đến chùa lễ Phật mà thấy ai đã thắp sẵn cây hương rồi, mình không cần thắp nữa, mình chỉ cần lễ Phật thôi. Đừng có nghĩ rằng tôi phải thắp 1 cây hương Phật mới biết tôi có ở đây. Còn không thôi Phật không biết, không phải vậy. Và có những người thắp thật là nhiều hương. Để làm chi biết không? Để mong rằng khói hương này nó đủ mạnh, nó lên tới trời, Phật mới biết là mình thắp hương cho Phật. Không phải. Cây hương đó là chỉ tượng trưng cho giới thôi. Giới đức của mỗi người chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thắp cây hương thì chúng ta nguyện như vậy. Đây nè, trong kinh Pháp Hoa có phần nói rằng đốt ngón tay hay đốt thân là cúng dường chư Phật. Xin thầy giải thích dùm. Phật Di Lặc lại đưa ngực ra. Có người Mỹ không hiểu nói là không chỉnh tề. Trời ơi, nhiều khi họ ở trần họ đi nguyên đường có ai nói gì đâu. Nhiều khi nóng quá ở trần đi nguyên đường cả ngày có ai nói gì đâu, mà giờ Phật cũng ngồi cạch có đưa cái ngực rang chút xíu thôi mà cũng la làng. Thưa đại chúng, là ở trong nhà Phật á, không, cái tinh thần nguyên thủy của nhà Phật là không có đốt ngón tay, không có đốt thân, không có đốt những cái liều ở trên đầu. Cái vụ mà mình đốt những cái chấm chấm trên đầu đó, đó là theo tinh thần Bồ Tát của Đại Thừa. Chứ còn nguyên thủy nhà Phật không có cái này. Nhưng mà ở đây chữ đốt nghĩa là gì? Bởi vì thân có nghĩa là thân tứ đại. Con người chúng ta thường chấp vào cái sắc thân. Nhưng mà cái người tu thoáng, tu đến có cái nhìn phát triển Đại Thừa, thì người ta không có coi cái thân này là trọng, mà người ta chỉ quý nó để mà tu hành thôi. Còn nếu nở mà nó có chết đi rồi thì cũng biết đây là cái thân tứ đại giả hợp. Quý vị hiểu ý như vậy đó.
Cho nên trong chùa thường hay nói đốt thân, đốt ngón tay rồi vậy đó. Giống như đốt cái này, đốt cái trên cái đỉnh, trên cái đầu mình đó. Có nhiều Phật tử nói thầy đó có 3 chấm à, tu ít hơn thầy 6 chấm. Không, rồi thầy không có chấm nào chắc không tu. Không phải vậy. Cái chấm đó nó không có mang, nó không có phải là bắt buộc, nó không có phải là giới luật gì của nhà Phật hết. Mà đó là tùy theo cái sự phát nguyện của mình thôi, chứ không có sao hết á. Mà người xưa người ta muốn đốt cái trên này là người ta phải căn cứ vào cái bàn tay của đương sự. Người ta mới lấy cái bàn tay của người muốn đốt, người ta đo từ chóp mũi nè, lấy cái ngón cái đo từ chóp mũi đo lên. Thì ta hễ mà cái bàn tay lớn nhỏ của người nào ngay đâu là cái huyệt nó nằm ngay đó. Người ta mới lấy cái bút, người ta làm dấu vào đó, rồi tới cái đàn mà thọ nhận cái liều đó đó. Cái đó người ta kêu là đốt liều đó. Liều tức là liều hương á. Ta để lên đầu mình cho đổ, để lên nó kêu cái xèo vậy đó. Đó, rồi nó chín từ 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 từ, nó phỏng, nó chín cái chỗ đó. Mà trong khi đó nó nóng, cái mồ hôi rồi sức nóng của cái người đó mình phải chịu. Rồi đại chúng niệm Phật tụng kinh để hộ niệm cho người đó, cho nó chín hết cái chỗ đó rồi mới gấp cái cục nhang đó ra. Rồi bắt đầu nó mới làm mủ cái chỗ đó. Làm mủ cái chỗ đó rồi khoảng tuần sau vậy nó phát cho một cục nếp ăn cho nó trương lên. Rồi bắt đầu mới gỡ cái mài đó ra và từ đó nó mới thành thẹo. Rồi thầy chùa nó dắt Di Đà Phật, xin thưa đại chúng, về cái câu hỏi thứ hai là tại sao Phật Di Lặc đưa cái áo đó. Thường thường quý vị thấy Phật Di Lặc ngồi, xin lỗi dùng cái từ là đưa ngực á, là mà hở áo vậy đó. Cái đó là một cái biểu tượng, bởi vì Đức Di Lặc là tượng trưng cho hạnh hỷ xả. Mà người hỷ xả đó thì người ta mở lòng. Nhưng mà không lẽ giờ làm cái tượng mở cái bụng ra cho lòi nguyên ruột nè. Cho nên ta mở cái áo. Mở cái áo là tượng trưng cho mở lòng. Rồi Phật Di Lặc có cái bụng to là tượng trưng cho cái người lòng dạ hoan hỷ rỗng rang. Tại vì cái người có tu á thì chứa được những điều mà mình khó chứa, xả được những điều mà thế gian mình khó xả. Cho nên người ta mới khen Phật Di Lặc á, khen Phật Di Lặc là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng lớn có khả năng dung chứa, nhưng mà dung chứa những điều người đời khó chứa, phải không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Xin thầy giải thích giùm con tại sao các thầy ở Thái Lan lại ăn mặn như vậy, trái với lời Phật dạy và không có từ bi thì cứu độ chúng sanh. Và xin thưa, mình không thể nói vậy được. Bởi vì đây là cái thời của Phật á, Phật đi khất thực. Và vì bên Ấn Độ người ta nghèo, cho nên người ta không có, người ta có chi người ta cúng nấy. Vậy vậy cho nên thời Phật là các vị ôm bình bát đi khất thực. Ai cúng cái gì thì mình nhận cái nấy, chứ không có quy định là mình thích ăn cái gì. Cho nên các thầy ngày xưa đi khất thực á, ôm cái bình bát á, là tay trái á, để ở dưới lòng bằng tay trái mình á, để ở dưới cái đít của bình bát, và cái tay phải thì mình che ở phía trước cái bình bát. Khi mà người ta đem đến cúng cho mình, khi mà đi á, là không không có ngó hai bên xem coi là nhà nào, nhà này nhà lầu chắc giàu, nhà kia nhà lá chắc nghèo, không có phân biệt. Đi là cứ nhắm mình đi như vậy thôi, rồi ai muốn cúng thì ra phía trước cúng. Cho nên cái đó gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ tức là tuần tự đi khất thực chứ không có phân biệt. Trong khi đi khất thực là không được liếc ngó hai bên. Thậm chí khi người ta bưng thức ăn đến người ta cúng á, là mình thấy rằng có một người đứng trước mặt mình thì mình dừng lại và mình dở cái bát. Và xưa đại chúng, cái cách dở bát là dở như thế này: lấy cái tay phải của mình dở cái nắp bát ra và dở ngược như vậy nè. Dở như vậy để làm chi?
để che cái tầm nhìn của mình lại, để không còn biết là người ta cúng cái gì nữa. Còn nếu mình mở như vậy á, thì thứ nhất là người ta khó để vô, cái thứ hai là you know what's in there là mình biết cái gì trong này. Rồi thí dụ như bây giờ mình dở cái giày nè, rồi gặp cái món bánh tiêu mình thích nữa, rồi mình ngó bên, trời ơi cô Phật tử này cô cúng bánh tiêu đúng món của mình. Rồi cái hôm sau mình người ta trở lại người ta cúng, cái mình nói cô cúng bánh tiêu bữa hôm phải không, cô làm bánh tiêu ngon lắm đó. Lần sau cho nữa nghe. Tức là cái thời của Phật đi khất thực là chỉ thứ để khất thực và không phân biệt bất cứ món gì người ta để vào, ai cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên thời của Phật là không có ăn chay. Mãi đến khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa phát triển, cho nên người ta mới đề lên cái thuyết ăn chay. Bởi vì lúc đó không còn đi khất thực mà chùa tự nấu. Mà mình tự nấu thì mình lựa món ăn, mình chay lạc mình nấu mình ăn. Và các nước Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, người ta vẫn giữ cái truyền thống ngày xưa là chùa không nấu ăn. Người ta vẫn sáng đi ôm bình bát khất thực. Cho nên ai cúng chi thì người ta dùng nấy. Và người ta quy định ăn thịt mà ba điều, cho nên gọi là tam tịnh nhục. Thế nào gọi là tam tịnh nhục? Không thấy, không nghe, không nghi. Bởi vì mình không có đi cùng một con đường, cho nên người ta sẽ không chuẩn bị là nấu cho mình. Người ta nấu cho người ta ăn, nhưng mà sẵn hôm nay ta nhìn ra cửa, ta thấy có mình một vị thầy đi ngang thì ta bưng ra người ta cúng. Cho nên mình biết chắc là người ta không phải vì mình mà người ta nấu người ta cúng. Và mình không có thấy con vật chết, mình không nghe tiếng con vật nó kêu, và mình chỉ ăn một bữa, ai cho chi dùng đấy. Và các vị ăn để nuôi thân, để nuôi thân mà tu hành. Cho nên ở cái mặt ăn uống, các vị đó đơn giản là cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên đó là cái truyền thống, cái truyền thống của các cái nước Phật giáo Nam truyền. Thì chúng ta không thể nói là các vị thiếu lòng từ bi được, mà chúng ta phải hiểu sống ở quốc độ nào thì phải bằng lòng như vậy. Ngay cả khi mà người Tây Tạng á, người ta ở cái xứ mà người ta không có trồng trọt gì được, bởi vì trên núi cao, cho nên á, người ta không ăn gà, không ăn vịt, mà người ta ăn cái con giác. Con giác là một cái loại vật mà nó to như con bò. Ở bên Tây Tạng á, nó có một cái con đó đó, mà cái bộ lông nó rất là dày. Thì người ta giết một con đó mà người ta ăn được hàng trăm người. Tức là người ta cũng biết sát như vậy là sát sinh, nhưng mà người ta giết một con to để có thể nuôi được nhiều người, còn hơn là người ta ăn uống nhiều cái con vật nhỏ khác. Cho nên mình thông cảm là quốc độ nào thì người ta có cái truyền thống đó, và nếu mình sanh ở trong quốc độ đó thì cũng phải chấp nhận thôi. Con có người bạn thường xuyên đi hộ niệm, có khi đi hộ niệm trong buổi tang lễ, mỗi khi đứng gần quan tài bạn có cảm giác ớn lạnh xương sống, trong khi những người bạn khác đi hộ niệm chung đều không có cảm giác như vậy. Bạn con có bị nhiều lần như vậy, bạn con bị nhiều lần như vậy không biết vì sao. Chắc trước khi đi có uống nước đá không? Nhiều khi trước khi đi muốn mát uống ly nước đá vô, đứng nó lạnh lạnh vậy. Xin thưa là mỗi người á, nó có cái lực khác nhau. Có khi á, mình nói ví dụ vậy nè, hôm nào trong người mình yếu đó, cái mình ngồi đâu mình nói sao tôi thấy hơi ớn lạnh. Tức là cái lực khỏe trong người mình nó giảm, cho nên cái đó dễ bị cảm, dễ bị bệnh. Thì lúc đó mình phải thoa dầu, mình làm gì đó. Thì cũng như vậy, trong con người chúng ta nó có hai cái lực, một là âm lực, hai là dương. Vậy thì nếu mình như vậy đó, có nghĩa là mình cũng cái phần đó mình hơi yếu đó. Cho nên này, nếu mình không có cảm thấy thoải mái để mình tụng kinh, đi hộ niệm thì đứng xa xa. Chứ nếu mình cảm thấy khó chịu đứng gần chi, rồi được lạnh hoài rồi về than, thiếu gì chỗ đứng.
Sao mình đứng không gần được thì mình đứng xa, miễn mình có tâm hộ niệm cũng được. Xin thầy quan hỷ, gia đình con có người bệnh nặng nên tụng kinh gì? Vì con muốn cầu an cho người thân mỗi ngày. Khi mình có người bệnh đó, thì như nãy Pháp Hòa có nói vậy đó, tức là mình tùy theo mình có thể tụng kinh dược sư, kinh cầu an, tức là mình gửi cái năng lượng an lành tới cho người thân của mình thôi. Từ lúc nhỏ được mẹ quy y, bây giờ con quy y lại được không? Xin thưa, lúc nhỏ mình quy y á, tức là mình có thể cái ý thức mình nó chưa đủ. Cha mẹ giống như bây giờ vậy đó, dẫn con chút chút đi quy y vậy đó, nó ngồi đó thôi chứ nó đâu biết nó làm gì đâu. Thành thử ra khi nó lớn lên á, thì không phải là quy, nó quy lại cũng được, tức là để cho nó có một cái ý thức nó đang làm cái gì. Còn nếu người lớn mà đã quy y rồi mà vì giận hờn vì chuyện gì đó mà quy lại thì không nên. Tại vì mình quy y không phải quy với vị đó, mà mình quy y với tăng trong mười phương, chứ không phải quy với một người. Cho nên ngay cả khi mình hồi nhỏ đó, quý vị quy y thọ giới đó, bây giờ lớn lên quý vị cũng nên tiếp nhận lại. Không cần đổi pháp danh, mình có danh cứ giữ, tất nhiên mà tất cả mình nghe giới lại, để mình giống như là mình làm cho cái giới đó nó sâu sắc hơn trong tâm hồn của mình, trong tâm thức của mình. Kính thưa thầy, có người nói tại sao tu phải, tại sao phải tu, mình không làm ác, không làm gì bậy thì tại sao lại sao phải tu? Thưa thầy, con có khuyên người quen quy y thì phải kiếm người thầy có đủ đức độ. Kính xin thầy cho con biết con có tội không? Đúng rồi, cái người không làm ác thì tại sao phải tu? Nhưng mà chưa đủ. Thí dụ mình biết cái điều đó tốt, tại sao mình không làm? Thành thử ra thí dụ mình quy y, mình tu tập thêm là điều tốt, tại sao không làm? Giống như mình khuyên con mình đã thấy cái gì tốt phải làm, mà tại sao mình bây giờ thấy cái tốt mình không làm? Phải không? Bây giờ mình không làm ác mà biết chắc là mình không ác không? Mình không có học thì mình biết cái nào mới gọi là thật không ác. Cho nên á, đây cũng là một quan niệm thôi, không có sao hết á. Nhưng mà mình nhớ là khi mình thấy cái điều đó tốt mà mình bỏ qua thì nó uổng. Thấy không? Mình thấy cái điều lành thì phải nên làm, chứ sao bỏ qua chi cho nó uổng. Tại vì cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Còn thí dụ bây giờ mình khuyên người ta quy y, tìm những vị thầy nào mà có khả, mà để cho người ta nương tựa là điều tốt thôi. Nhưng mà mình nói chung chứ mình đừng chỉ trích ai. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con hiểu tri kiến Phật và làm sao ngồi thiền để nhất tâm bất loạn. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rằng chư Phật ra đời vì một mục đích là muốn cho mọi người có được cái, nhận ra được cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật bây giờ nói nôm na là gì? Tức là cái tánh giác của mình, cái trí sáng suốt nơi mình, gọi là tri kiến Phật. Bây giờ ai cũng có, nhưng mà không có ai chỉ cho mình biết thế nào gọi là tri kiến Phật. Thí dụ như giờ mình hỏi Phật tánh ở đâu, tri kiến Phật ở đâu, không có chỉ được, bởi vì cái đó nó bàn bạc nữa. Mà thí dụ giờ nhéo một cái mình nói sao đau quá, biết đau không? Biết đó, tánh biết nó nằm ngay đó. Biết đau là có mặt Phật rồi đó. Rồi ngồi thiền mà tâm mình bị loạn, cho nên mình ngồi thiền. Bây giờ muốn cho mình bớt loạn á, tức là mình tập an trụ trong từng việc. Ăn thì không coi tivi, không đọc báo, chỉ lo ăn thôi. Để tập cho mình từ từ, mình an trụ trong mỗi phần như vậy. Con có nhiều chuyện rắc rối trên đường đời của con. Con không được may mắn lắm khi con càng thương người, lo người. Mà càng thương và càng lo thì mỗi người đó càng làm con đau và hại con càng nhiều. Con rất rộng rãi khi con có khả năng để giúp đỡ. Khi mình không còn khả năng thì tất cả người đó bỏ mình. Con có nhà cửa đầu tư, cái này là nghiệp hay họ có lòng sân si vì người ta xin con với số tiền quá lớn, con không giúp được thì người ta hại con. Xin thầy cho con được biết. Tiếng Anh nó kêu là that's life.
Thưa thưa đại chúng, là thật sự ra thì cái điều này nó cũng là một trong những cái vô số những cái phiền phức ở trong cuộc sống. Thì cái điều này cũng khó mà nói, bởi vì mỗi người chúng ta có một cái chuyện sâu sắc hơn. Bây giờ mình nếu mình đem cái này ra mình nói một cách căn bản quá thì cũng khó. Thì thôi bây giờ nếu mà chúng ta là những người giúp đỡ cho người bằng cả tấm lòng của mình, nhưng mình không được tiếp đãi trở lại, thì mình phải nên học cái hạnh giúp người mà không cần cầu đáp. Tại vì nếu mình cầu đáp mà người ta không đáp thì mình khổ. Cho nên mình học theo cái lời Phật dạy là thi ân không cần cầu báo, vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thì thôi bây giờ mình làm được gì cho ai thì mình cứ làm. Người ta xin mình số tiền quá lớn, mà trong này nói rõ số tiền luôn nữa đó, mà không có thì khỏi cho, chứ có gì đâu khác mắc, phải không? Thành thử ra nếu mà người đó mà không có thoải mái với mình là cái lỗi người ta, chứ còn mình không có thì mình không giúp thôi. Còn có một điều khó trình bày cho đại chúng, con xin một chút thời gian riêng của thầy, xin thầy đại bi hoan hỷ. Dạ hoan hỷ lắm. Dạ lần lát gặp riêng nha. Con xin sám hối, xin lỗi thầy, các sư và cùng các Phật tử là con không hoàn tất như ý nguyện của con là làm thêm 2 món đồ ăn để cúng dường. Vì như có chuyện đột ngột xảy ra, con về khuya quá nên con không hoàn tất theo ý nguyện của con feel bad lắm. Không có sao, không ăn lấy tiền. Quý vị đừng có lo chuyện đó. Mình phát nguyện, mình làm, mình cúng dường, nhưng không phải vì cái tâm bực bội, phiền não gì mà mình bỏ cuộc. Mà chẳng qua vì hoàn cảnh mình không làm được thì có lỗi gì đâu, phải không? Một tâm niệm an lành là mình đã được chứng biết, cho mình có lòng là quý rồi, không có sao hết. Mình không cúng thì cũng không có món này của mình thì cũng có những món khác. Bởi vì tất cả mọi người ngồi đây ai cũng biết là sao mình ăn để mình sống, mình tu, chứ đâu phải mình sống để chỉ vì cái ăn, phải không? Cho nên quý vị yên tâm và nhẹ nhàng, chuyện đó không có gì trở ngại hết. Thôi feel good đi, đừng feel bad nữa. Bạch thầy, trước hết xin cầu chúc cho thầy nhiều sức khỏe để giáo hóa chúng sinh. Xin thầy chỉ đạo cho hàng Phật tử chúng con là nếu làm mẹ thì thương con đẻ của mình, nhưng nếu không thương con người khác, vì con mình có quyền thì có sai không ạ? Và nếu làm mẹ mà một lời xin lỗi những gì làm đau lòng con người khác có được không ạ? Thật ra hồi sáng mình học kinh đó, nếu mình nhìn tất cả chúng sanh là bình đẳng thì mình là một người lớn, mình làm sai mình xin lỗi một đứa con nít cũng được nữa, tại vì chúng sanh bình đẳng. Mà đa số mình không được bình đẳng và mình không làm được là vì sao? Vì mình thấy người ta nhỏ hơn mình. Ví dụ như có những vị nói tôi không có kêu mấy thầy trẻ bằng thầy được à, không có xưng con được à, tại tôi lớn hơn ổng. Có nhiều khi nói ổng mới bằng cháu tôi à. Tại là mình thấy sao? Mình thấy có cao thấp. Cho nên đôi khi nó block, nó ngưng chặn mình không thể làm được việc. Còn nếu như mình thấy rằng á, trên nguyên tắc lỗi là mình xin, thì dù là mình là người lớn nhưng mà đâu có nghĩa là mình hoàn hảo đâu. Mà nếu mình làm được như vậy nó có 2 tác dụng. Một là giúp cho mình vượt ngã. Hai là dạy cho con cháu mình, những người sau họ biết được cái ý nghĩa của sự nhận lỗi, biết lỗi và xin lỗi. Quý vị biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài có nói 7 thành công của đời người, trong đó có một cái gọi là nhận lỗi và xin lỗi. Thật ra mình thương con của mình là chuyện đương nhiên, không thương được con người khác cũng là chuyện bình thường. Vì sao? Vì mình còn thấy có nhân, có thân, có sơ. Sơ là gì?
xa xa, sơ sơ vậy, sơ sài đó. Thân là gần. Cho nên người tu á, một trong năm đức của người tu, trong đó có một cái đức là thương tất cả chúng sanh để vượt ngoài cái thân sơ. Trong kinh nói vậy nè, kinh Phước Điền dạy người xuất gia phải có đủ năm đức. Một, đi tu là phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Đi tu vì cảm bội Phật Pháp chứ không vì cái khác. Thứ hai, bỏ đi cái tướng đẹp vì thích mặc những pháp phục. Còn những cái tướng đẹp của thế gian như là quần jean, áo đầm, vân vân, đó là cái đẹp của thế gian, mình không cần cái đó. Mình vì mình thích cái đẹp của pháp phục. Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Cắt ái từ thân vì thích mặc cố. Mình lìa, mình cắt bỏ cái từ thân, cái ái luyến của gia đình mình để làm gì? Để mình đi tới cái chỗ không còn thân sợ, vân vân. Cho nên á, lẽ ra thì mình thương bình đẳng, nhưng mà thôi cũng tạm chấp nhận, thế gian là vậy, cái gì ruột thịt của mình vẫn thương hơn. Ngay cả tu rồi mà chưa thoát mà thầy tôi vẫn hơn là thầy chị, thầy anh, không? Phật Hòa hay chọc thầy tôi là thùi cây á, thầy con là thòn cây đó. Còn cái chuyện mà mình xin lỗi là cần làm, tại cái đó là mình phải thấy rằng tất cả mọi chúng sanh là bình đẳng và đồng thời giúp cho mình tiến tu, có lỗi thì mình nhận. Kính thầy có khỏe không? Xin thầy giải thích giùm con sự khác biệt giữa Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị muốn biết Phật giáo Hòa Hảo là gì thì mình đi nghiên cứu thêm. Vì cái gì mình không có biết hết, mình nói e mình có lỗi. Ha. Thật ra mình nói cũng được, nhưng mà thôi để mình tự nghiên cứu đi, nó dễ hơn. Rồi đó, ở đây mình phạm vi Phật giáo thì mình nói Phật Pháp thôi. Còn cái gì của người khác mình không rành thì thôi mình đừng nói, để mình không phạm cái lỗi là mình nói mà không tròn ý nghĩa, nó sai. Còn nói Phật giáo là cái gì? Phật là tỉnh thức giác ngộ, giáo là dạy dỗ. Vậy thì mình đi theo Phật giáo là đi theo con đường dạy cho mình tỉnh thức giác ngộ, chứ không phải là một tôn giáo có đức tin. Bái cúng để van xin có, cái đó có, nhưng mà cái đó không phải chánh. Cái chánh là hiểu Phật, tu Phật, rồi sau đó còn mấy cái lặt vặt gì đó là trợ duyên thôi. Pháp Hòa ví dụ, mình phải ăn uống cho đàng hoàng, ngủ nghỉ cho đàng hoàng để không có bệnh. Mà lỡ có bệnh thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc. Còn chuyện ghi tên lên chùa xin cầu an là trợ duyên, chứ không phải rồi tôi bệnh rồi đó, gửi thơ, gửi tên chùa, thầy cũng cầu khỏe rồi đó, không uống thuốc, em không bảo quản mấy chuyện đó nha. Tức là mình vẫn làm đúng không? Vẫn ghi tên cầu an, vẫn lại Phật. Nhưng mình phải biết rằng đó là cái giây phút giúp cho tâm mình an tịnh. Mà tâm mình an tịnh là một phần giúp cho sự chữa bệnh mình rất hay. Vì thân tâm nó phải phối hợp. Bệnh thân mà tâm lo lắng, bệnh tăng trưởng. Mà biểu là đừng lo, nói không mà không có cách. Giờ tôi có cách cho chị không lo nghe. Chị niệm Phật, chị niệm cứu khổ Quan Âm, chị cầm thuốc lên, chị niệm Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, tâm nhớ Phật, miệng đọc Phật, ý tưởng hình ảnh Phật, giảm đi cái giây phút buồn lo đó. Uống thuốc có tác dụng. Cho nên nó tâm nó bao trùm. Nhiều khi thân bệnh 50% mà tâm bệnh tới 70% lận. Bị nổi cái lo không là đủ rồi. Thấy không? Thành thử ra mình phải biết rằng ai cũng có bệnh hết. Và mình may mắn là mình bệnh ở một cái quốc độ này, người ta chăm sóc thuốc men tận tình cho mình. Cho nên mình phải có một cái tâm bình an, hợp tác với bác sĩ, phối hợp nhiều khía cạnh,
để giúp cho cái bệnh của mình. Thưa thầy, có mấy loại thiền? Muốn học thiền phải bắt đầu từ đâu và phương pháp nào? Thiền của sư ông Nhất Hạnh và thiền sư ông Thích Thanh Từ có khác và giống nhau? Này là một đề tài lớn. Thưa đại chúng, thì căn bản nếu nói cho đúng thì tất cả sự việc hành xử của mình mỗi ngày đều là thiền. Nhưng nói gọn gãy thì chúng ta có hai loại thiền. Một gọi là Như Lai thiền, hai là Tổ Sư thiền. Như Lai thiền á, là chúng ta thiền tập từng bước, thí dụ như quán hơi thở. Rồi trong cái pháp quán hơi thở này nó có mấy cách. Ví dụ như đếm hơi thở gọi là sổ tức, đi theo hơi thở gọi là tùy tức. Trong cái pháp tu về hơi thở nó cũng có nhiều cách để giúp cho tâm mình tịnh. Từng bước vậy đó, gọi là Như Lai thiền. Mà thật sự chữ Như Lai thiền là mình tạm đặt tên thôi. Chứ thiền là trạng thái của tỉnh giác thôi, chứ không có gì phải đặt tên cả. Nhưng mình tạm đặt một cái tên để chúng ta dễ nhận biết thôi. Cũng giống như bây giờ mình đặt tên là pháp này là pháp tịnh độ, là niệm Phật, pháp này là pháp mật gì đó. Chứ thật sự thời Phật, Phật không hề nói chữ đó. Phật không có nói bữa nay tôi nói pháp thiền, pháp tịnh gì đó. Rồi Tổ Sư thiền là gì? Tổ Sư thiền là người ta chỉ thẳng, đi thẳng vào cái tự tánh, cái linh hoạt của mỗi người. Pháp Hòa ví dụ, người đệ tử vô nói dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con tu. Nếu mà mình Như Lai thiền là mình nói vậy nè: ồ vậy hả, thôi con ở đây ha, mỗi ngày ăn chay với thầy, tụng kinh mấy buổi, rồi thiền mấy giấc, từ 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 bước vậy đó. Nhưng mà nếu ông thầy ổng có nói vậy đó, cầm ly nước lên uống trà, người đệ tử tiếp ly trà uống xong nói rồi tôi dạy ông tu rồi đó. Tại tu là cái gì? Khát thì uống, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tu là chuyện đơn giản bình thường, có gì ảo hỏi mà tôi phải nói. Pháp Hòa ví dụ khác, có một người đã vô hỏi dạ thưa Hòa Thượng, đạo là gì? Ông thầy nói ô lộ, ô lộ. Ô lộ là gì biết không? Ô là gì? Là màu đen, là con quạ. Lộ là con thiên nga. Con thiên nga màu gì? Màu trắng. Có con quạ nào màu trắng không? Có con thiên nga nào màu đen không? Không. Đạo là vậy đó. Đạo là tự nhiên như quạ đen, thiên nga trắng. Có gì đó tôi nói. Hỏi thưa thầy đạo là gì? Ô lộ, ô lộ. Đơn giản vậy thôi. Còn mình ngồi mình giải thích, đó là vì mình phương tiện, mình từ bi, mình dẫn dắt cho người đệ tử từ từ. Nhưng trường hợp mình nói vậy để gì? Để trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào tâm người đó, để thấy được cái cơ linh, cái nhạy bén của người đó. Nếu mà người đó nhạy bén thì người này là pháp khí đại thừa, thăng tiến rất mau. Quý hiểu và nói vậy đó. Cho nên nói là để nói vậy thôi, chứ còn thật sự ra sự tu tập trong Phật Pháp đơn giản vậy. Pháp Hòa nói ngày nào mình cũng ăn cơm, và mình ăn cơm và bữa nay như thế nào mình nhận biết như thế đó. Ngày nào mình cũng ăn cơm trong hạnh phúc hết. Mà đa phần là mình ít có được hạnh phúc là vì mình so sánh. Bữa nay dở hơn bữa kia, kỳ này chùa này cho ăn cơm dở hơn kỳ trước. Thí dụ vậy. Còn hai hòa thượng của mình thì cái thiền của các ngài giống nhau hết á, nhưng mà cách nói có khác. Ví dụ như hòa thượng Trúc Lâm á, là sư ông Thanh Từ á, thì sư ông dạy là biết vọng không theo.
biết cái gì nó sai đừng theo. Còn sư ông Làng Mai xong Nhất Hạnh thì nói là chánh niệm cũng là một cách tu đó thôi. Anh không, anh biết vọng anh đừng theo là anh trở về gì, trở về với chánh. Còn hòa thượng kia thì nói thật trực chỉ luôn, nói theo cái chánh đừng theo tà, cũng là một cách nói, nhưng mà cũng là một cái ý đó, nhưng mà nói hai cách. Hòa thượng nói ví dụ giờ là mình uống trà phải không, hòa thượng nói uống trà biết uống trà, rồi hòa thượng viết cái bài kệ uống trà, chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Tức là uống trà biết uống trà thôi. Còn thí dụ như cầm ly trà lên cái mình ấy, trời cái này sao nó trắng nhìn giống rượu đế quá ha, hay là làm cho cái tâm nó vọng ơi, tâm này nó vọng rồi, cái đấy biết vọng không theo. Tại sao đang uống này mà nghĩ khác, bỏ cái tâm vọng đó trở về đây uống cái này. Thì hai cách nói nó khác thôi, nhưng mà cái ý nó cùng. Cũng như vậy, bây giờ biểu ngồi quán hơi thở, quán không được, niệm Phật làm được không? Dạ được. A Di Đà Phật, miệng đọc, tai nghe từng chữ rõ ràng, tâm chú vô từng lời, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Anh kia ngồi tĩnh lặng từng hơi thở, bên này niệm Phật tịnh tâm, bên kia quán hơi thở tịnh tâm, giống nhau không? Giống nhau, cách khác thôi. Mình người lớn cầm viên thuốc Tylenol luôn uống cái một, nít nó nhìn viên thuốc nó tá quả tâm tinh, lấy viên thuốc ra nghiền ra bột đưa nó uống, nó sặc nó không dám uống, bỏ vào nước quậy tan lên nó cũng ực đúng viên thuốc đó. Nhưng mà người lớn để vô cái một à, con nít nó chưa quen, nghiền thuốc ra, hồi nãy là thuốc viên phải không, là hoàng, nó không chịu uống hoàng cho nó uống tán, cao đơn hoàng tán. Cao là thuốc dán, đơn là kê toa hút thuốc, hoàng là thuốc viên, tán là thuốc bột. Không uống được thuốc viên cho nó uống thuốc tán, được không? Nhưng mà cùng ý nghĩa không? Chữa bệnh hết. Cho nên nói pháp mà không phải pháp, pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp hà thời pháp. Anh không cần nói pháp nào mà pháp nào anh cũng dụng. Cho nên người mà biết tu rồi không phải lúc nào cũng cầm chuỗi kêu niệm Phật, không phải lúc nào cũng giác cái gối đó kêu tu thiền. Anh biết thiền, ngồi đâu anh cũng thiền. Hiện về, thậm chí giờ phút này cũng có những người đang nhắm mắt thiền. Thầy hay quá. Trời, ghe mà tôi nhập định luôn á. Cho nên thiền là gì? Thiền nghĩa là dừng tất cả vọng động, chú tâm vào cái hiện tại kêu thiền. Cho nên tu thiền nó có tu thiền là thiền chỉ, thiền tịnh, chỉ quán chứ. Chỉ là mình dừng, quán là mình thấy rõ. Thưa thầy, ăn ớt là người hay ghen phải không thầy? Trời đất ơi, bữa nay qua cái vụ này nữa. Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà ghen bà cố. Vậy là đúng hay sai vậy thầy? Em cũng ăn ớt lắm vậy không dám nói. Thật ra thì cái gì nó cũng là do mình tưởng tri. Đấy, cái này một dạng tưởng tri đó. Mình nghĩ là người nào ăn ớt nhiều là người đó ghen. Có nhiều người người ta sắc ớt không có cay nên người đó hiền. Có phải không? Đó là mình tưởng tri mà. Còn đụng vô mới liễu tri. Nhiều khi mình thấy người đó, em Pháp Hòa mới nói là tưởng tri với liễu tri nha. Có một cô Phật tử, cổ mời một cái công ty tới để mà inspect cái nhà của cô, tại cái heat nó hư. Thì cái công ty đầu nó trạc cổ 15 ngàn, cổ thấy mắc quá.
Cổ mới gọi công ty thứ hai vô, nó inspect xong rồi nó cho giá là 8 ngàn. Thì khi cổ nghe 8 ngàn là nó làm sao? Nó rẻ phải không? Cổ nói what? 8,000? Ý của cổ là nó quá rẻ với cái so với cái nước phải không? Mà cái ông thứ nhì ông đâu có biết. Ông nói expensive 10% discount. Cái tone của cổ nói, cái cách của cổ nói, trong bụng cổ cũng mừng quá chừng là tại vì nó quá rẻ. Nhưng cổ nói rằng cái ông kia ông tưởng quá mắc. Ông nói ok 5% off nữa. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy cái đó, mình tưởng cái đó, nhưng mà không phải là mình tự liễu tri cái đó. Quý vị thấy ly nước đây, có thể quý vị nói ồ nước lọc, nhưng mà có thể nó là một ly rượu. Chỉ người nào ở trên này cầm cái ly này uống thì mới biết nó là rượu hay nước, nó là nóng hay lạnh, nó là nguội hay là lạnh kiểu nước đá, vân vân. Cho nên cái chuyện mà gọi là ăn ớt có phải là người hay ghen phải không? Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà này ghen bà cố. Tất cả đều là do cái tưởng của mình thôi. Thí dụ như có nhiều người, người ta nhìn mình viết chữ á, nhỏ 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 đấy, bà này keo lắm nè. Người nào viết chữ bự 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 vậy có nói sao? Bà này rộng rãi lắm nè. Đó cũng là một loại tưởng tri thôi. Kính thưa Thầy, con cầu chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Nhờ Thầy chỉ dạy cho con làm sao mình buông và tập buông trong cuộc sống để bớt lo lắng, nhưng không trở thành một người sống ích kỷ. Chữ buông á không có nghĩa là mình buông xuôi bất cần, không có nghĩa vậy. Chữ buông nghĩa là mình thấy cái điều đó mình nên thảnh thơi nhẹ nhàng với nó. Pháp Hòa ví dụ như mình thường thấy cái thân này trước sau cũng phải bệnh và trước sau cũng phải tới hoại diệt. Nói vậy cái thôi giờ tôi buông á, không uống thuốc, không có làm gì hết, không chăm sóc, không phải vậy. Vẫn làm tất cả, đến giây phút nào không còn làm được gì thì chừng đó chúng ta nhẹ nhàng. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình mất một cái điện thoại, mới vừa để đó xoay lưng đi mất cái điện thoại, cũng đi kiếm chứ. Chứ đâu vừa mất thôi Phật biểu buông, buông này. Đâu phải vậy. Mình vẫn đi kiếm đàng hoàng, không được mới buông. Mà nếu nói cho cùng đó là gì? Đừng dính mắc. Thật ra khi chúng ta nắm trong tay cũng chưa chắc là chúng ta không mất. Tại chưa đến lúc thôi. Chưa đến lúc thôi. Và cái chữ buông nghĩa là xả đó. Buông là một cái hình thức của xả, là đừng có dính mắc. Ví dụ như người ta nói mình nặng một câu, mình không dính mắc vào lời nói đó là một hình thức của buông xả. Cho nên quý đại chúng đừng có lầm là buông là không có nghĩa là mình give up, mình let go mà kiểu mà bức tức. Không phải, không có cái ý là giận lẫy buông xuôi, không có. Làm tất cả nhưng không dính gì hết. Thí dụ như bây giờ quý vị thương ai, quý vị chăm sóc người đó, nhưng mà mình đừng có dính là người đó phải đền ơn đáp nghĩa gì cho mình. Mình cứ làm tất cả theo khả năng của mình, nhưng mà ngay từ đầu mình không đặt để người đó là phải làm gì cho mình đó, cho nên mai mốt họ có làm gì không mình không có buồn. Tại ngay từ đầu là mình đã không đặt để rồi. Còn mình có cái đặc để là mình sẽ khổ. Cái chỗ này nó giống như cái chỗ nhà thiền hay nói vậy, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nhiều người cũng hiểu lầm cái chữ vô tâm đó. Thờ ơ, lạnh nhạt. Ví dụ nó nói má ơi má con đói bụng quá à má, đối cảnh vô tâm. Má tu thiền. Con tự con kiếm ăn đi để cho má đừng dính mắt. Còn nhiều khi nó đau bệnh muốn chết vậy, nó cần ôm mình ôm ấp. Không không, má tập xả con. Đâu có phải vậy. Mình không khéo đó, nó nghĩ mình tu chập rồi mình hơi hơi á. Hồi xưa mình dễ thương, mình ấm áp, và sao giờ mình tu mình lạnh lùng quá. Không phải vậy. Mà mình cho nên mình không có hiểu được đạo Phật á, là mình tu riết á, là mình sẽ làm cho người khác nhìn đạo Phật lệch lạc lắm á.
Mà rất nhiều thứ người ta đã làm cho người khác nhìn đạo, bởi vì chính họ, chính người đó cũng đã hiểu đạo Phật một cách lệch lạc. Cho nên cái đó đó không phải là chánh kiến. Chánh kiến là phải có cái thấy đúng đắn về các pháp, nhưng không có nghĩa là mình buông bỏ các pháp. Đấy, đây là một pháp nè, mà cái pháp này nó có tồn tại không? Không. Nhưng mà bây giờ nó đang đẹp thì mình phải sử dụng nó chứ, mình chưng nó chứ. Chứ đâu thể nó này nó cũng hư héo thôi kệ ngắt nó trước đi. Không phải vậy. Đang sử dụng nó, nhưng mà khi nó còn tươi chúng ta sử dụng theo cách tươi. Và thậm chí khi nó khô héo chúng ta cũng có cách sử dụng khi nó khô héo, nếu chúng ta muốn sử dụng. Đấy, cái hoa hồng này bây giờ mà mai mốt đây mà hơi héo chút, nó cúp xuống là mình chổng đầu nó xuống, là mình có một loại keo mà spray nó lên là giữ nó khô, là thành một bình hoa hồng khô. Nó cũng có cái đẹp của nó, tùy theo cái sử dụng của mình. Ngay cái thân thể này, có nhiều vị người ta hiến xác, người ta hiến xác cho khoa học, cho y học, không làm đám tang gì hết, cũng không gọi là người đó không siêu thoát. Mà nếu nói đúng hơn là người đó đã tận dụng cái thi thể của họ một cách trọn vẹn. Bây giờ mình không còn sử dụng được nữa, không ai sử dụng nữa, cũng không ai dám tới gần nữa hết á, cho y học người ta sử dụng, nếu người ta còn. Còn thí dụ như người ta không cần thì mình phải thanh toán theo kiểu khác, là đốt, là chôn, là gì đó. Nhưng mà mình vẫn biết thân thể này, thân này không phải là mình. Cho nên cái lời mà mình khai thị thường xuyên cho chính mình, tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Hồi cha mẹ sanh ra không có thẹo, sống trong đời cứ kỳ quẹt riết là dính thẹo. Thí dụ như mình đi mình té, mình đập vô một cái cửa trầy chân rồi, cái chân mình bắt đầu có thẹo. Tay mình lỡ xước mình cũng có thẹo. Nhưng mà bảo đảm cái thân này, nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta buông bỏ nó, chúng ta vẫn sử dụng nó. Làm sao biết được một cuộc gặp gỡ hay chung sống là duyên của kiếp này hay nợ của kiếp trước? Cũng như làm sao biết được một sự việc là đang tạo nhân hay là do quả dẫn dắt? Trước hết á, là mình phải nhận tất cả những người mình gặp, các việc mình gặp trong đời này là duyên. Nhưng mà nếu cái duyên đang diễn biến này mỗi ngày khổ nhiều hơn là biết cái này duyên nghịch. Còn nếu mà cái duyên này mỗi ngày hạnh phúc nhiều hơn, đầm thắm nhiều hơn, biết là duyên thuận. Nếu mà là duyên thuận thì chúng ta cũng nỗ lực tu tập để cái duyên này nó đẹp, nó tốt. Còn nếu mà là duyên nghịch thì chúng ta không phải đẩy nó ra, mà chúng ta phải tu tập nhiều hơn, khéo léo hơn, tế nhị hơn, để chuyển những cái duyên nghịch này từ cái cực kỳ nghịch xuống tới cái giảm, rồi xuống tới cái nhẹ nhàng. Chứ không có buông bỏ, không có đẩy. Đấy, hồi nãy mình học buông bỏ đó, không phải thấy thuận mà ôm, mà thấy nghịch là đẩy. Mà chính cái nghịch đó chúng ta càng phải làm. Thí dụ như bây giờ mình có đứa con nó học giỏi thì mình không cần phải quan tâm nhiều hơn, nhắc nhở nó. Còn nếu mà đứa nào mà nó học dở thì mình phải làm sao? Phải quan tâm nó hơn, tìm cách giúp cho nó hơn, dở chở cho nó đi khu môn, tìm tất cả thầy cô giáo chỉ cho nó. Chứ không phải nói nó học dở quá thì cho nó chết luôn đi. Không phải. Mình biết đứa nào càng dở thì mình lại phải càng quan tâm hơn. Thì cũng như vậy, cũng như thế, nếu mà mình biết rằng cái duyên giữa mình với người này là nghịch duyên thì mình phải làm sao nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn, để cho cái duyên giữa mình với người đó đừng trở thành ra quá nghịch, mà phải là cái nhẹ nhàng. Có một phần mình trong đó, thật ra mình nói tại cái người kia đúng, nhưng mà cái cách của mình nó cũng là một phần làm cho người đó họ gia giảm. Còn nói cái chuyện gọi là nợ hay là ai trả ai, tự mình sẽ hiểu. Còn nếu mà nói là ai, cái nào là nhân, cái nào là quả, đa phần mình nghĩ là quả, cho nên mình đỡ nhẹ hơn. Phá Hoà ví dụ, bây giờ cái người đó tới chửi mình,
cái mình mới nói trời ơi bữa nay tôi đang trả một món nợ, thí dụ vậy ha, thì mình sẽ nhẹ. Nhưng nếu mình nghĩ ngược lại, nhớ nghe, bà đã gieo nhân với tôi nghe, là mình ghi sổ rồi đó, ghi sổ rồi, rồi kiếp sau đời nào đó mình gặp nữa. Cho nên không, không có nghĩ là nhân, tại nhân là mới bắt đầu. Rồi nếu mà bây giờ không kết quả là gặp nữa, mình biết rõ đây là cái bất thiện mà, thì cứ nghĩ là quả để chi, mình xả ngay bây giờ, mình không có cột với người đó, thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mình nghĩ rằng người đó đang gieo với mình thì mình khổ. Cho nên đa phần mình nghĩ mình đang trả để chi, để tâm mình bình an. Đừng có nghĩ người đó đang gieo nhân với mình, đang tạo nhân với mình rồi sẽ trả cho mình. Đừng nghĩ vậy, mình khổ. Mình phải nghĩ là mình đang trả nợ cho người đó. Nhưng mà trong tất cả mọi người mình gặp trong đời này đều là nghịch duyên hay thuận duyên, chứ đừng nghĩ họ là oan trái của mình. Hồi nhỏ Việt Nam mỗi lần mình tức con cái mình, mày là nghiệp báo của tao, thí dụ vậy. Mình nói vậy cái tự nhiên mình làm nặng cái tâm mình. Mỗi lần mình gặp đứa con đó là bao nhiêu những cái negative, cái tiêu cực về đứa con đó nó sinh khởi. Và mình thấy rằng đứa con đó là đứa con nghịch của mình, để mình tạo cái duyên giảm nghịch với nó, chứ không phải là nó tới nó báo oán gì mình. Phật tử có cần để ý đến cách dưỡng sinh quân bình âm dương như phép thực dưỡng được không? Dạ được chứ. Thật ra thì đời sống của mình đó, ăn uống gì mình cũng phải có quân bình. Mà Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, nhưng mà tại mình chưa nghiên cứu nhiều, mình không biết hết thôi. Chứ thật sự trong bữa ăn của mình là mình đã biết cái phần căn bản rồi đó. Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị hay dùng Baro phải không, để mà nấu thức ăn á, hay khử dầu đó. Bây giờ mình không cần dùng Baro, quý vị có thể làm một chén gừng. Bất cứ xào nấu gì quý vị cho gừng vô, quý vị khử dầu. Thứ nhất dầu cũng không hôi như mình xài Baro. Thứ hai là bảo đảm được sự giảm độc của món ăn, ấm tỳ. Ví dụ như mình nấu canh bẹ cải bẹ xanh, thường là mình để gì? Gừng. Tại vì cải bẹ xanh mình hiểu cái nguyên tắc căn bản là rất là mát, hàn. Cho nên mình nấu chung với gừng để có cái chất ấm, nó quân bình lại. Mình không biết gì hết á. Nhưng mà trên, thật ra trên bữa ăn mình cái căn bản là đó rồi đó. Và ví dụ như giờ mình ăn đậu hũ trắng hoài nó sẽ hàn. Chiên lên cái nó có chất dầu, có chất chiên để nó có cái chất khác rồi. Âm dương nó quân bình. Mình ăn thức, ăn người Việt mình ăn chả giò thường cuốn với xà lách, không? Hay là mình ăn mấy cái món chiên mình lót ở dưới là một dĩa rau để mình quân bình âm dương. Đó là mình nói căn bản thôi. Ví dụ như buổi tối quý vị đi ngủ, quý vị uống ly nước ấm, ấm tỳ dễ ngủ. Mà bây giờ trên căn bản ha, mình không biết gì y học hết á, nhưng mình hiểu cái căn bản nè. Khi mà lạnh với ấm, cái nào dễ ngủ? Ấm dễ ngủ hơn lạnh. Lạnh nằm run không có ngủ gì được. Thành thử ra cũng như thế, cơ thể mình ấm thì ít bệnh hơn là cơ thể mình bị hàn. Cái chân mình luôn ấm thì mình ít bệnh hơn là chân lúc nào cũng lạnh. Thường thường mà ta cầm người nào mà tay chân mà lạnh ngắt, ta chờ có bệnh gì không? Ta thấy tay chân mình lạnh là ta là mình cơ thể mình máu huyết không lưu thông. Cho nên cái căn bản là vậy. Còn nếu ai muốn nghiên cứu thêm thì tốt thôi. Để tại vì mình có một cơ thể khỏe thì mình tu mới khá xa được. Còn bệnh tật hoài thì làm sao mình tu? Cho nên cái cách tu tập là mình phải quân bình cả ăn uống. Vì vậy mà cái lời quán nguyện trước bữa ăn rất cần. Trước khi ăn đọc năm lời quán nguyện. Trong đó có một câu: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Kính thưa thầy, con đến Edmonton năm 1990 khi thầy mới đi tu. 30 năm ngắn ngủi nhưng thầy đã đi một bước thật dài. Tuy vậy thầy vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên chân chất. Con xin chúc mừng thầy. Chà, này chắc người quen à. Cố nhân à.
Kính bạch thầy, con có một câu hỏi, làm sao ngồi thiền hay tụng kinh được nhất tâm? Thế nào là nhất tâm? Hôm nào quý vị nghe cái bài đó nha. Pháp Hòa có giảng chữ nhất tâm rồi đó. Nhưng mà ở đây mình nói đơn giản theo câu hỏi thôi. Khi mà cái tâm của mình là cái tâm phóng, cái tâm mình là cái tâm phan duyên. Ngồi đây chứ chuyện gì xảy ra là phóng ra liền à. Chữ phan là phóng, duyên là mỗi cái cảnh duyên bên ngoài. Ví dụ ngồi đây mở sao người ta rớt một cái gì đó là ngoáy ra liền đó. Một cái ví dụ đơn giản, nãy nghe tiếng điện thoại là mình ngó qua liền, ai vậy? Đó là tâm phan duyên. Vậy thì khi mình nhất tâm á, nghĩa là mình đem tất cả cái tâm đó trở về một mối, mà qua cái hình ảnh là gì? Chấp tay. Cho nên chấp tay còn được gọi là hiệp thập. Hiệp là hợp lại, thập là này, một là hai, mười ngón hiệp thập. Còn nếu nguyên bàn tay, hiệp trưởng. Còn nếu mà người nào chọc mình là đánh trưởng. Trưởng là bàn tay. Cho nên khi mình đem hai tay mình chấp về là hiệp trưởng. Còn ý nghĩa là mười ngón tay chấp cho ngay ngắn là hiệp thập. Biểu tượng cho nhất tâm. Vì vậy cho nên á, mình trên nguyên tắc ngồi đâu tụng kinh cũng được. Nhưng nếu ngồi ở bàn Phật thì tâm mình dễ gì? Dễ nhất tâm hơn vì hình ảnh Phật. Trên nguyên tắc tu tập ngồi đâu tụng kinh cũng được hết. Nhưng mà tại sao các tổ khuyến khích mình ngồi trước bàn Phật? Vì có hình ảnh Phật nhiếp tâm. Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Bình thường chỗ này không có ai hết, mình đi ngang đi dọc mình không để ý. Nhưng mà tự nhiên có khách ngồi cái mình đi ngang, mình khép nép cái chân lại, cúi đầu đi từ từ. Cái hình ảnh người khách ngồi đó giúp cho mình dừng cái bước chân mình lại, nhiếp tâm lại. Như vậy thì mình mặc áo tràng có phải nhiếp tâm không? Một hình thức nhiếp tâm. Mình chắp tay, một hình thức nhiếp tâm. Mình nhìn Phật, một hình thức nhiếp tâm. Mở quyển kinh ra, tất cả những cái đó là duyên cho mình nhiếp tâm. Nghĩa là đưa tâm về một mối mà không có phan duyên, không có phóng trào. Có một vị tổ dạy niệm Phật nhiếp tâm, ngài dạy sao biết không? Các ông mà nhớ khổ nhiều là các ông tu gắt. Thí dụ như bây giờ bệnh quá sắp chết, tu gắt củ kiệu. Còn mình nói sao? Đời tôi phơi phới thì mình tu lơ rai, tu lờ mờ. Tức là mình thấy cái nước rút, tự nhiên mình nhiếp tâm trở lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Mỗi lần mà đi qua chùa ở dưới quê á, mà quý vị nhớ mấy cái cầu cá dồ không? Quý vị nhớ mấy cái cầu đó gì? Trời ơi, hồi nhỏ mà đi về quê mà mỗi lần bắt lên đi mấy cái cầu đó là qua bò không đó, đâu có biết đi. Vậy mà có một lần xuống Bình Thủy á, công an mà rượt từ ở bến Cần Thơ, ở bến Ninh Kiều á, mà rượt dài lên tới Bình Thủy. Mà tới cái lúc mà cận là họ sắp chụp mình được rồi đó, quý vị biết Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Mà cây cầu khỉ đó không phải là một cây dừa chặt ngang nữa, mà là một cây tre. Quý vị có nhớ cái cây tre mà nó chéo vậy nè, rồi gác một cái tre lên, mà đó là cầu khỉ chính gốc á. À đây đây, nãy giờ Pháp Hòa tưởng đâu chỗ bán bánh tét. Nó có hai loại, có nhiều khi người ta lấy cây dừa, ta chẻ cái thân dừa làm hai, ta gác ngang cho mình đi. Cây dừa mà Pháp Hòa đi còn không được, mà làm sao đi cái cây này. Vậy mà tới hồi mà không an ruột, cái Hòa nhất tâm. Nhất tâm. Sau này Pháp Hòa tu rồi mình mới, thì cái chỗ tu thiền nó chỗ đó. Cái chỗ mà nhất tâm của mình là vậy á. Khi tâm của mình nó bật hết những cái khác, nó chỉ còn một thứ thôi. Nó chụp một cái là chết. Trời, Pháp Hòa chạy qua cái cầu ngon lành vậy đó. Từ đó về sau biết đi cầu khỉ luôn. Bởi cũng cảm ơn lắm. Rồi khi mà qua tới Canada thì ông mà ông làm chung với ba Pháp Hòa, ông người Mỹ, ông thấy ba Pháp Hòa có hai đứa con trai mới qua tới, ông mới lấy hai chiếc xe đạp ông cho. Con ông lớn ông xài ông cho hai chiếc xe cũ. Thằng em Pháp Hòa thì nó dạng lắm, mỗi ngày nó lấy ra nó tập nó đạp thì nó đi biết đi.
Phong Hòa nhát, không dám lên xe đạp. Bữa chiều nó nói anh hai, anh hai ra em chỉ cho anh hai đạp xe đạp. Nó mày từ từ mày. Nó dắt Phong Hòa lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, thấp thấp vậy nè. Leo lên xong cái lúc mà xuống cái dốc á, nó yếu, nó cũng đâu có giật mình nổi đâu, nó đâu có vịn mình nổi, nó thả mình luôn. Trời ơi, sợ chết quá, sợ té chọt hai chân vô đạp luôn. Rồi khỏi ai dạy đi xe đạp, chỉ một cái sợ chết sợ té đó mà biết đi sao. Nhất tâm. Cái nhất tâm là vậy, tức là khi tâm của mình nó bật hết tất cả những cái bên ngoài, mình sợ một cái gì đó. Ở đây có ai ăn chuối xào dừa hồi nhỏ không? Buổi trưa mà mấy bà mà ăn chuối xào dừa không, ngoắc vô lấy ta lá chuối đó, mấy bà vớt mấy miếng vậy mình ăn, mình dít xong rồi còn dính lá mình làm gì? Liếm lá chuối một cách rất nhức tâm. Quý vị ăn chè đậu trắng Việt Nam rồi phải không? Ở ngoài chợ họ bán chè đậu trắng trong cái túi ni lông á, có dám về mở ra ăn nguyên không? Làm gì? Cắn ở dưới đấy á, ăn rất là nhức tâm. Là tại vì lúc mình nghèo quá, mình không, mình sợ ăn cái gì nó mau hết lắm. Ăn cái gì chút thôi. Cha ăn cơm với thịt lên cơm, ngồi ăn cơm không rồi chừa cục thịt để làm chi phải không? Lát mình ăn cho nó nhức tâm. Nhưng mà không ngờ vừa đó lên, thằng hàng xóm nó nhào tới cái rớt cục thịt mất. Thì Pháp Hòa nói một cái vài cái ví dụ để cho đại chúng hiểu nhất tâm. Thì có một vị tổ nói là khi mình niệm Phật, mình lấy cái khổ để mình nhất tâm. Tại vì nếu mình không tu là khổ, thấy không? Các tổ nói là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một ngày lầm lạc vạn ngày sầu. Thật ra nhiều khi mình lấy một cái câu đó làm cái đề mục để giúp cho mình nhiếp tâm. Pháp Hòa nhiều khi tụng kinh, có một lần ở lễ 500 lại, thì lễ đâu còn được mấy chục lại, cái mình mệt mình muốn nghỉ. Mà có là nói bây giờ nếu mình nghỉ một cái á, nó lỡ dở cái bữa kinh mà thí dụ mình không còn sống nữa thì mình đâu được trọn cái này. Hồi nhỏ mình hay nghĩ vậy, làm gì mình muốn làm để giúp cho mình vượt cái đó. Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái đó. Thì cái đây là cái cách của Pháp Hòa thôi. Nhưng mà nhờ mình thấy á, những cái quán chiếu là khi mình suy nghĩ một cái điều gì, nó làm cho mình đưa hết tâm mình vào trong đó. Thí dụ như mình lấy con mình làm đối tượng, mình làm khi mà con mình nó bệnh đi, mà người ta bảo là mẹ phải làm này, ba phải làm kia, quý vị sẽ thấy là lúc đó mình làm một cách rất nhất tâm. Cho nên chữ nhất tâm nghĩa là tâm mình an trụ. Nhưng mà như thế này, thí dụ lỡ mình đang ngồi tụng kinh ha, suy nghĩ ra, suy nghĩ lát đi chợ, lát gì á, không sao hết, không to lỗi gì hết. Suy nghĩ vậy xong, ồ tôi đang tụng kinh mà, đem tâm trở về lại. Chứ không có tội, đừng có sợ là trời ơi mình tụng kinh mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, tội. Bình thường quỷ nguyên ngày sao không sợ tội. Nhưng mà đây là một sự cố gắng, mình khắc phục, mình đưa mình làm cho cái tâm mình nó tịnh. Đang ngồi tụng một tiếng đồng hồ chứ nó loạn cũng 10 lần, không sao hết. Cứ một lần nó phóng là một lần đem nó về. Và cách tu tập của chúng ta, đến khi nào mình thuần thục, đến khi nào mình thuần thục. Cho nên á, cái sự hành trì của mình mỗi ngày rất là cần. Pháp Hòa nói á, mới ăn chay khó ăn lắm chứ đâu phải dễ. Chỉ trừ người nào mà không có khó khăn là cái căn tánh về cái phương pháp ăn chay của họ nó hay. Có nhiều người mới ăn xót ruột, thèm, đâu có sao đâu. Mình là một chúng sanh bắt đầu tu mà còn thèm mặn là một chuyện rất bình thường, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mình đã thành công ở cái chỗ là chúng ta đã khắc phục, đã vượt qua. Chứ chúng ta không tùy thuận. Thì khi mà chúng ta tùy thuận là chúng ta bị các cái tâm loạn đó nó lôi mình.
Còn chúng ta không bị thì chúng ta biết rằng mình đang đưa tâm mình trở về. Thưa đại chúng, độ một người khó lắm, độ tâm cũng vô cùng khó khăn. Mà cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng lắm chứ đâu phải đâu. Nội mà cái tâm tham thôi là đã một cái khổ rồi. Tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nè, đủ thứ hết. Tham tài, tham sắc, vân vân. Cho nên không phải đơn giản. Và vì vậy mà các tổ thường hay đưa pháp này pháp kia ra, cũng không ngoài mục đích giúp cho mình nhiếp cái tâm. Thầy có dự định tổ chức chuyến hành hương qua Ấn Độ trong năm nay không? Dạ thưa có. Tháng 11 năm 2020. Nhưng mà sẵn cũng báo tin vui là chuyến đi không có đi. Một mình em thì không sao, em dẫn 200 người đi mà có chuyện gì sao em chịu nổi. Thôi, thật ra thì Pháp Hòa có chương trình đi năm nay. Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa suy nghĩ á, nếu như mình đi là khoảng tháng 3, tháng 4 là mình phải bắt đầu trả các cái khoản tiền. Bởi vì gần 200 người đi. Thì bây giờ ví dụ một cái vé máy bay lên tới cả ngàn mấy một vé, mà 200 vé là quý vị tưởng bao nhiêu tiền. Mà nếu mình cancel mà mỗi một vé mất 300 thôi là cũng rất nhiều tiền. Mà trong cái đó mình đã thấy trước sự việc có thể nó không ổn, thì thôi mình không có miễn cưỡng. Đi thì dịp khác cũng được, thấy không? Dạ, nhưng mà thường khi đi khi nào ít thông báo lắm, cho nên đừng có hỏi. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin thầy giải thích cho con hiểu là có khi thầy là thượng tọa, có khi thầy là đại đức. Vậy thầy thượng tọa hay đại đức? Mô Phật. À, trong này hỏi vậy thượng tọa đại đức khác như thế nào? Thưa đại chúng, em không thượng tọa, cũng không đại đức. Em thích nhất một chữ thầy. Cho quý vị đi đâu cũng gặp Pháp Hòa là thầy, Pháp Hòa là em vui rồi. Không cần thượng tọa đại đức gì hết. Nhưng mà ở trong đạo, đây là Pháp Hòa giải thích theo cái cách hành chánh của Phật giáo Việt Nam để cho các vị hiểu thôi. Còn cái Pháp Hòa chỉ mong là mình được một chữ thầy là mình hạnh phúc rồi. Chứ còn quý vị đừng có bận tâm gọi Pháp Hòa là chữ gì hết á. Chữ đó mà sợ mai mốt vài chục năm gặp nhau còn lẫn tới lẫn lui. Có con bác đó Pháp Hòa vô thăm. Ô cháu, cháu mới tới. Cái mấy người con nói má thầy sao má kêu vậy? Không phải sao, bằng tuổi cháu tao mà. Vui không? Vui. Mình được làm cháu mấy bác là mình hạnh phúc rồi. Thật ra cái thời Đức Phật á, chỉ một chữ thôi, đại đức. Như đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên. Còn những bậc trưởng thượng thì chúng ta gọi là thượng tọa hay là trưởng lão, già nữa kêu là trưởng lão, chứ không có hòa thượng. Nhưng mà sau này những cái từ như thượng tọa, đại đức đó, nó nằm ở trong luật giới chúng ta gọi. Và sau này giáo hội thành lập thì giáo hội mới quy định một vị nào mà 20 tuổi đời từ khi bắt đầu thọ tỳ kheo giới đó cho đến 20 năm sau, khoảng thời gian 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Rồi nếu mà vị đó đã thọ tỳ kheo được 40 năm trở lên, sau 20 năm gọi là thượng tọa. Từ 1 năm cho tới 20 năm là thượng tọa, là đại đức. 20 năm trở lên gọi là thượng tọa. Cho tới 40 năm thì từ 40 năm gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo tuổi đạo. Còn tuổi đời á, ít nhất cái người đó phải 20 tuổi trở lên. Tức là người ta phối hợp cả hai phần. Nếu nói về đời thì phải là 20 tuổi đời trở lên. Còn nếu nói về đạo thì phải là 10 cho từ 1 tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo. Ví dụ bây giờ một cái vị đó 60 tuổi đi tu. Tuổi đời hơn chưa? Hơn rồi. Nhưng mà tuổi đạo đủ không? Không. Thì vẫn gọi vị đó là đại đức thôi, dù người đó 60 tuổi. Thọ tỳ kheo 60 tuổi. Nếu vị đó mà còn sống cho tới 20 năm nữa là 80 tuổi. Chừng đó gọi là thượng tọa.
Còn hòa thượng là phải 60 tuổi đời trở lên và 40 tuổi đạo. Còn các vị ni á, là ít nhất là phải 20 mấy tuổi đạo mới gọi là ni sư. Bên này là sư cô tương đồng với đại đức. Một bên là thượng tọa, bên này mình gọi là ni sư. Còn lên nữa thì gọi là ni trưởng, tương đương với hòa thượng. Nhưng mà những từ đó là chúng ta gọi trong trường hợp hành chánh, nghi lễ. Còn gần gũi nhau quá, biết nhau quá thì chúng ta gọi một tiếng thầy là gần gũi và không hề phạm lỗi. Ví dụ bây giờ có một vị già lớn tuổi đến, mình cũng biết vị này là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức gì, nhưng mình gọi thầy. Còn không thì mình trân trọng quá thì mình nói dạ bạch thượng tọa, thì vị đó nói dạ không, tôi không phải, thì mình đính chánh. Cho nên nhiều khi mình gọi hơn cái vị đó người ta nhận, thì đôi khi người ta đính chánh lại. Chứ cái chữ thầy là đơn giản. Chứ còn bây giờ cũng khó lắm, tại có những vị cư sĩ mà, nhưng mà các vị đã tu thọ Bồ Tát giới rồi cũng nguyện xuống tóc ở nhà tu tại gia vậy đó. Thì mình nhìn các vị cũng, mình đâu có biết, có nhiều vị Phật tử nhiều có tướng đẹp lắm, tướng đẹp như người xuất gia vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cũng lầm. Một thiền sinh hành thiền quán làm thế nào biết chắc rằng mình thấy đúng thực tánh hay chưa? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, tu thiền là mình có khả năng nhận biết. Chỉ cần mình có khả năng nhận biết hiện tại như là mà không đặt vấn đề là chừng nào hay là bao lâu. Nhiều khi người ta chỉ cần tu tập một tuần, người ta đủ khả năng người ta sống với cái pháp hành đó. Chứ cái này nó cũng tùy vào cái căn cơ, sự thực tập của mỗi người. Một người hành thiền quán có cần một thiền sư trực tiếp chỉ dẫn hay cần tham khảo kinh sách? Dạ thưa cả hai. Nhưng mà nhất là mình cần có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Mà bất cứ cái gì cũng vậy, mình nên có một vị thầy hướng dẫn vẫn tốt hơn. Ít nhất là phần căn bản, để chúng ta biết chắc rằng mình được sự hướng dẫn rõ ràng. Có đôi khi sách vở người ta viết, có thể là mình mường tượng, mình chưa có nắm rõ được cái ý, thì mình có một vị thầy để mà mình hỏi thì người ta vẫn, nó vẫn chắc chắn hơn. Còn trường hợp không có thì mình phải đọc sách. Và phương tiện thì mình có thể mình tìm những vị đó qua phone để mình, để mình học. Xin thầy Quang Hỷ chỉ dạy chúng con làm sao để chuyển thức thành trí. Dạ thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta sống là chúng ta sống bằng cái thức. Thức là gì? Là nhận thức. Mà có nhận thức là có phân biệt. Ví dụ như đây là hoa hồng, đây là mới nhận thức nha. Bắt đầu phân biệt nó xanh nè, hoa hồng màu đỏ đẹp hơn hoa hồng trắng, vân vân. Tức là nhiều khi mình nhận biết thì cái liền cái tiếp là gì? Phân biệt. Thí dụ vừa đưa muỗng cơm vô nhai mấy miếng ngon ha, mà hơi mặn. Nó phải thêm cái hơi gì đó, hơi ngọt, hơi mặn, hơi lạc, cay quá, gì gì đó. Thành thử ra mình đa phần là sống bằng cái thức phân biệt. Còn cái trí là gì? Nhận biết xong phải không? Chấm ngày đó. Không để cái thức nó dẫn mình đi xa nữa, thì gọi là chuyển thức thành trí. Và cái trí là cái nhận biết mọi việc như là mà không thêm thắt. Pháp Hòa ví dụ như có một lần tổ ngài Hoàng Nhất, ngài ăn cơm của ông Quang. Thì ông Quang kia thấy ngài ăn củ cải muối với cơm mặn. Ông nói gì hết, lát nữa thì ông vô ông uống nước lọc với ngài đó. Thì ông mới hỏi là hòa thượng, hồi nãy sao mà ngài ăn cơm với lại củ cải muối nó mặn quá, mà ăn cái gì? Thì hòa thượng nói mặn nó có cái ngon của mặn, bây giờ uống nước lọc á, nó có cái ngon của nước lọc. Pháp Hòa ví dụ như á, mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các thứ nước, nhưng mà cái nước mình cần nhất trong cơ thể là gì? Nước lọc. Và không cái gì qua nước lọc. Nước lọc là không có từ chối ai hết, và không người nào từ chối nước lọc cả. Nước gì có thể bị dị ứng chứ nước lọc là không có dị ứng. Thì cũng như vậy, cái trí này là nước lọc mà. Còn cái lăng tăng khác gì là chẳng qua là pha trộn thôi, pha với cái lá gì đó gọi là trà, mà nó cũng không dừng ở cái trà nữa. Trà Đài Loan, trà Mốc Câu, trà gì đó,
nó cũng không dừng ngay đó. Thành thử ra chúng ta mà không ai nói nước lọc, lọc gì vậy? Nước lọc là nước lọc thôi. Thành thử ra thưa đại chúng là mình chuyển thức thành trí là vậy đó. Trí là trí tuệ, là nhận biết mọi việc như là, mà không có cái tính cách pha trộn so đo. Đa số là mình so đo. Thậm chí bất cứ cái gì mình cầm lên, dù là kinh điển, thầy giảng gì, mình ngồi đó chứ cái sự so sánh mình nó liên tục, nó diễn biến. Cho nên quý vị biết tại sao mình thỉnh chuông mỏ có 4 tiếng cuối không? Cốc, 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 cốc. Chuyển 4 tướng sanh, lão, bệnh, tử thành ra tứ trí. Tứ trí là 4 thứ trí mà do chúng ta chuyển những cái thức, 8 thức chuyển thành tứ trí. Cho nên mình tụng kinh dứt tứ là vậy đó. Dứt 4 cái tướng khổ của chúng sanh là sanh, già, bệnh, chết, để chuyển thành ra 4 trí của bậc tu hành. Diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đó là 4 trí mà người tu cần có. Và thí dụ nói một cách đơn giản là đại viên cảnh trí là gì? Cảnh là cái kiến. Như một cái kiến nó thu hết tất cả các cái hình ảnh vô kiến. Nhưng kiến chỉ có công năng thu hình ảnh mà không có phân biệt, rõ mồn một. Như nè, thí dụ như mình nhìn xuống một người con của mình, 5 đứa con của mình, mỗi đứa mỗi tánh. Và mình biết rằng mình có duyên với 5 chủng tánh này, và mình cần phải làm sao để nhiếp hóa nó, chứ không nói thằng này nó dở hơn thằng kia nó dễ thương hơn nọ. Thấy không? Thành ra mình có so sánh như vậy là bắt đầu có phân biệt. Mà mình chỉ cần nhận biết tất cả chúng sanh khổ nào nó cũng giống nhau. Cho nên Bồ Tát tại sao độ mình một cách dễ? Là vì các ngài không có phân biệt. Nói Bồ Tát ơi con đau răng quá. Nói thôi ít ít rồi, từ từ. Nhưng mà cái người đau răng nó con là khổ nhất á. Trên đời này không có cái gì khổ bằng đau răng. Cái anh kia anh mới nói trên đời này không có gì khổ bằng đau chân. Rồi cái anh nọ nó không có gì khổ bằng đau lòng. Nhưng mà đã là đau rồi thì phải khổ thôi à. Có cái khổ nào dễ chịu đâu. Khổ nào cũng không dễ chịu cả. Và bây giờ mình nè, cái mà mình vui đó là một trạng thái dễ chịu, vui vẻ đúng không? Nhưng mà cái vui vẻ nó thường không? Thường không? Không. Vậy thì khi chúng ta vui, chúng ta biết mình đang vui. Chúng ta đang buồn, chúng ta biết chúng ta buồn. Và trạng thái buồn vui này cả hai đều vô thường. Đó là trí. Tết năm nay Pháp Hòa có làm một câu kệ bỏ trong má bao lì xì. Trong đó có một câu: buồn vui cũng có hạn, tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho các con biết rõ thế nào là bố thí ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa là viên mãn rốt ráo. Bố thí ba la mật có 3 phương diện. Người cho là mình, của cho là vật chất, và cái người nhận. Cả ba người, ba thứ, người cho, người nhận và của cho, mình đừng thấy có cái nào trọng cả. Mình là người cho, chẳng qua là mình có được một chút may mắn hơn, có của để cho. Và mình rất may mắn là trong lúc này mình có của này để mình cho. Và mình rất may mắn là người đó đến xin để mình có cơ hội cho. Và cái người xin mình không phải là người thọ ơn mình, mà mình là người thọ ơn của người xin. Tại vì nhờ họ xin mình mới có cơ hội bố thí. Còn nếu mình thấy tôi là người ra ơn, đây là người nhận ơn, đây là của trung gian để tạo ra cái ơn nghĩa hai người, thấy cái đó rồi mai mốt mình so sánh nó, cái món này nó mắc nó rẻ, thì mình tự khổ. Thì cũng cho nhưng mà chưa ba la mật. Xin phép sám hối, nhiều khi nói đùa nó không ba la mật mà người ta làm gì trật cái ba la làng.
Còn nếu mà chữ ba la mật là gì? Tiếng Phạn là paramita, là trọn vẹn, là rốt ráo, cách nào mình sử dụng cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị thấy cây dừa không? Thân dừa xài được không? Lá dừa xài được không? Củ hủ dừa xài được không? Vỏ dừa xài được không? Nước dừa xài được không? Cái dừa xài được không? Ba la mật. Cây mít cũng thế, lá mít, cây mít, vỏ mít, sơ mít, hột mít, thịt mít, cho nên gọi là paramita. Và bây giờ cái trái đó nó lọt về tới Việt Nam mình, thấy nó dài dòng quá, mình kêu gọn lại mít, chứ nguyên thủy nó là paramita. Vì cái gì mà xài sử dụng viên mãn rốt bao, bất cứ khía cạnh nào là ba la mật hết. Cho nên cái thân này nè, mình còn sống đây ha, mình nấu cơm nè, mình quét nhà, mình lau nhà, mình làm đủ thứ hết. Thậm chí bây giờ mình ngây đơ, mình chết ra, y học sử dụng được luôn. Thân này ba la mật, bố thí ba la mật. Bây giờ mình tụng một thời kinh cho người ta, mà tụng sao mà người sống nghe cũng hạnh phúc, mà người chết nghe cũng hạnh phúc, bằng chứng là nằm đó chứ không có phản kháng. Tức là mình tụng, mình đi đám tang á, nếu mình khéo sử dụng đám tang cũng là một ba la mật. Vì sao? Vì mình tụng như thế nào mà mình mượn cái người mất để mình làm cái đối tượng khai thị. Nhưng mà thật sự chủ yếu là làm sao cho người sống họ minh được cái điều mình nói. Tụng ra thời kinh, sống chết lợi lạc hết. Tụng vậy đó. Cho nên đi một cái đám tang vẫn ba la mật được như thường, vẫn là bố thí ba la mật như thường. Cái thời pháp mình nói ra phải lợi lạc cho nhiều người. Cho nên thưa đại chúng, không phải là bố thí cho của mới là bố ba la mật đâu. Hằng ngày mình sống mình làm gì để ba la mật? Pháp Hòa ví dụ như á, mình nấu cơm cháy, cái đít nồi nó dính á, rót một miếng canh vô ngâm chút cho nó mềm, mình cạo cái lớp cơm đó mình ăn, không bỏ một hột, ăn cơm ba la mật. Chứ không phải là gọi là mình làm cái gì ghê gớm. Nó là ý ở đây là mình làm cái gì nó trọn vẹn, tự lợi lợi tha viên mãn. Mình cho người ta là phước của mình có của. Có nhiều khi mình muốn cho mà không có. Rồi bây giờ người, nhưng mà nhờ người đó tới xin mình, như vậy người đó cũng là một đối tượng cho mình tạo phước chứ. Họ cũng là một phần đó, họ đóng góp một phần phước của mình, chứ không phải là mình là người gia ơn gì cả. Thấy được như vậy thì cái nó nhìn nó viên dung, mà mình trân trọng. Cho mà phải có sự trân trọng. Của cải, nội dung, hình thức phải viên mãn. Thí dụ mình tổ chức lễ Phật đản phải không? Hình thức tụng kinh, tấm Phật, vân vân, đó là hình thức. Nhưng nội dung, người Phật tử tới giữ cái lễ đó, họ tiếp nhận được cái gì sau một cái ngày lễ Phật đản đó? Cho nên hình thức và nội dung phải có đủ. Ba la mật đó. Con cho con hỏi, khi nghe kinh một vài phút con cứ buồn ngủ là sao? Cái này em chưa trả lời được, tại em cũng buồn ngủ lắm. Con có một tượng Phật rất bằng đà, rất đẹp bằng đá màu đen. Khi con về Mỹ thì ngày hôm sau mẹ con qua đời. Có người nói rằng tượng Phật màu đen không tốt, không đem may mắn đến cho con, có đúng không? Dạ không đúng. Bằng chứng chùa này cũng Phật đen lắm. Thưa đại chúng á, tượng Phật là một vật thể mà do chúng ta tạo bằng bất cứ một cái vật liệu nào. Không phải Phật màu đen mà mình xui. Vậy tại sao thường ngày mình mặc đồ đen đó mình không nói? Không, mình đi đám cưới mình cũng mặc nguyên bộ đồ vest màu đen cũng có sao đâu. Nói chung là không phải do màu sắc gì cả, mình đừng có nghĩ như vậy.
rồi mình tự mình có một cái khó chịu hay là một cái ân hận. Ví dụ tất cả mọi việc là duyên hết, đâu phải mình mang tượng Phật đó về mẹ mới mất. Bây giờ mình không mang tượng Phật, một ngày nào đó mẹ cũng phải mất. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy rồi tự mình lệch lạc cái ý nghĩa đó, rồi mai mốt á người ta thấy đạo Phật mình á nó lạ lạ vậy đó. Cứ mấy cái chuyện như vậy nó xuất hiện trong đạo hoài. Thôi thật sự người Phật tử chân chánh có chánh tín rồi thì mấy cái này nó không có tác dụng gì với mình hết đó. Phật pháp là quan trọng là mình làm sao ngay trong đời sống này chúng ta có an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Sống an lạc, hạnh phúc bây giờ và khi mình mất cũng nhẹ nhàng. Mình thấy rõ các pháp nó diễn biến như thế nào, nó thành trụ như thế nào mà chúng ta không mục. Như hồi nãy, hồi sáng và thưa ngày mãn giác vậy đó. Xuân đi trăm hoa đến, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Sự việc nó là vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy mùa đông thì cây nó trụi lá thì đâu thể nói nó chết đâu, phải không? Chẳng qua nó ẩn tàng cái tướng rụng lá gì, nhân duyên thời tiết chưa đủ ấm để nó phát sinh. Ráng một câu nữa nha. Bạch thầy, nếu bố hay mẹ bị stroke không ăn uống được, nằm một chỗ trên giường bệnh 100%, đã 2 năm, con cái quyết định ngừng hay rút feeding tube để bệnh nhân không còn đau đớn thể xác và mất nhanh chóng hơn. Bố hay mẹ đồng ý, như vậy con cái có bị nghiệp hay tội bất hiếu không? Dạ thưa không. Cái việc này là do người bệnh cũng đồng tình, và mình biết rằng mình giữ một cơ thể không còn tiếp tục sự sống khỏe mạnh được nữa, thì cái này là sự đồng tình của gia đình và nhất là người mất, thì không có, mình không có phạm cái tội bất hiếu. Hay là thứ nhất là luật pháp họ cho mình quyết định, thứ hai là gia đình đồng tình, kế nữa là người chính đương sự bệnh nhân họ cũng quyết định như vậy, thì cái đó nó khác đi với cái chuyện là mình cố tình. Như hơn nữa mình đâu có làm gì, mình chỉ dừng không treatment nữa để cho cái vị đó đi trong cái nhẹ nhàng. Còn cho thuốc thì cứ duy trì như thế mà vẫn đau nhất, khổ đau chứ không có khá hơn. Chứ mình không có làm gì hơn hết. Không phải mình chích cái đó làm cho họ bệnh hơn, không phải vậy. Kính thưa thầy, chú Đại Bi thần chú rất linh mà con thường xuyên niệm, nhưng có lúc trước khi vào phòng ngủ con quên và con niệm, có tội không? À, tức là mình niệm chú Đại Bi rồi nhiều khi vô phòng ngủ cũng niệm luôn, không biết có tội không? Dạ không có sao, mình quên mà. Mà dù có nhớ cũng không sao hết. Cái chuyện mình hành trì hằng ngày, sáng mai thức dậy và sau khi đi ngủ, con bỏ vào máy để nghe thầy tụng. Khi tắt hết tụng rồi và con còn nghe tiếng tụng của thầy. Này hơi ớn nè. Nhưng mà quan trọng là con ngủ rất ngon. Trong kinh Lương Thủy Sám ở phẩm 56 có nói tất cả vợ chồng con cái, anh chị em, bố mẹ họ hàng, bạn bè đều là oan gia trái chủ, làm sao chúng con giải được oan gia này? Thưa đại chúng, nói như vậy là để như thế này nè, là người ta nói rõ nè, oan gia trái chủ. Thật sự ra đó, chữ trái là nợ. Chữ trái là nợ. Có nhiều khi mình người này nợ người này, người này nợ người kia. Mà thật ra trong cuộc đời này á, chúng ta gặp nhau, bây giờ tạm nhận chúng ta gặp nhau là oan gia trái chủ đi. Nhưng nếu mình có tu rồi thì mình đâu còn nhìn nhau là oan gia trái chủ nữa đâu. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đâu có giao kèo với thầy trụ trì ở đây đâu. Mà lần nào qua đây thầy cũng réo hết á. Hỏi là không lẽ mỗi lần gặp nó quan gia ngõ hẹp. Thí dụ như bây giờ mình, nếu mà mình tạm gọi là mình sống mình nợ nhau đi, mà thật sự không có nợ đâu có gặp, không có duyên đâu có gặp.
Pháp Hòa nói là bây giờ Pháp Hòa với quý vị đời trước cũng đã từng gặp rồi, cho nên đời này mình gặp nữa. Mặc dù Pháp Hòa ở tận Canada, nhưng mà lần nào qua đây cũng đều là các vị đến thăm viếng và thương và lân mẫn. Nói chung là nếu mình không có duyên với nhau, mình đâu có gặp nhau. Và duyên này là duyên lành hay duyên gì? Lành. Thành thử ra mình, cái quan trọng là cái cách nhìn, cách chuyển của chúng ta. Hoặc là nếu thật sự việc đó đến với mình đều là những hình thức của oan gia trái chủ. Vì vậy cho nên chúng ta cần tu tập. Thí dụ trong này nói nè, bây giờ nếu mình nhận là tất cả đều qua oan gia trái chủ thì mình làm gì? Mình mới sám hối, mình tu tập đó. Thí dụ như bây giờ họ hồi trước không biết tu gì đó, là mình có thể gây gỗ chửi bới không ai nhịn ai. Nhưng bây giờ nhờ mình nó thôi, càng kết thì càng chặt, càng siết thì càng chặt thôi. Bây giờ tôi lơi một người, mà một người mà lơi thì cái việc nó sẽ khác đi. Cho nên á, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Thật là quan trọng là do mình. Cho nên nói là để chúng ta nhận cảm, nhưng mà rồi chúng ta tự phải biết rằng không có cái gì quá giải cho bằng sự tu tập của chúng ta. Kinh Pháp Cú dạy nè: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó hại tôi, phá tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, hiềm tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Cho nên cái vấn đề ở đây của chúng ta là chúng ta biết quán chiếu để nhìn. Thưa, không phải vợ chồng không đâu. Bây giờ quý vị đi làm trong hãng đó, ít nhất quý vị cũng sẽ gặp một đối tượng. Người này thường hay làm phiền mình bằng nhiều cách, thậm chí ngang ngược nữa. Nhưng mà nếu như mà mình cứ chạy kiểu đó thì cả đời này mình không giải tỏa được gì hết, vì mình chưa thật trải nghiệm cái đó. Mà Pháp Hòa hay nói đùa, mình hướng cái tâm mình chỗ khác. Người ta kiếm chuyện, mình nói không, tôi vô đây kiếm tiền, tôi không phải vô đây kiếm chuyện. Thành thử ra mình lướt được để mình sống, mình đi làm việc. Đại khái là vậy. Còn câu nữa giải quyết không? Sáng thực tập nhẫn nhịn, vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai, nhiều lúc con bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng. Một là ráng thực tập nhẫn nhịn, vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai là mình phải đấu tranh cho những sự bất công trong xã hội, vì mình không lên tiếng thì người khác chưa chắc lên tiếng cho mình. Sự bất công sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con cháu và những người xung quanh. Xin thưa là con không nói đến chính trị mà chỉ nói đến những việc xảy ra hàng ngày, thí dụ như con mình đi học bị người ta kỳ thị vân vân. Xin thầy phân tích thêm để con được sáng suốt hơn trong vấn đề thực tập pháp nhẫn cho đúng. Thưa đại chúng á, tất cả các cái pháp ứng dụng nó cũng tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh con người, mà có đôi lúc chúng ta phải đối cơ. Đối cơ là gì? Nếu mà cái căn cơ người đó cỡ đó, đôi lúc mình cũng phải đối lại để cho người ta hiểu được vấn đề. Như trường hợp thí dụ như kỳ thị, ăn hiếp, mình phải lên tiếng chứ. Mình lên tiếng nhưng không có thô lỗ. Mình lên tiếng trong sự nhẫn nại, trong sự chờ đợi, nó khác à. Mình ào ào, mình nói những lời rất là khó nghe để gọi là đấu tranh, không phải vậy. Mình đấu tranh có lý lẽ, có thực tập, có chánh niệm, có lịch lãm, thì cái đó không gọi là chúng ta gọi là không nhẫn.
Còn ví dụ như mình la làng lên, mình nói những điều khó nghe, mình dùng từ ngữ không phải là một người có văn hóa, có đạo đức thì không nên. Trong cuộc sống này cái gì chúng ta cũng có thể lên tiếng hết. Thậm chí quý vị đến chùa, quý vị thập thầy trụ trì làm gì đó, và với tinh thần Phật tử, mình vẫn có thể góp ý với thầy. Nhưng mà cái cách mình góp ý nữa, ví dụ trước hết nói bạch thầy, trước hết con xin sám hối với thầy, và con biết ơn thầy đã cho chúng con về đây tu tập và hướng dẫn chúng con. Nhưng gần đây con thấy là trong nội bộ mình có những việc này, việc này, con mong rằng thầy quan tâm mà giải quyết để cho chúng con được an lạc nhiều hơn. Đôi lúc thầy ở trên thầy không thấy, chúng con gần gũi dưới này chúng con phải khó thấy. Có thể thầy cũng nói không có đâu, tôi là quan sát. Nói dạ bạch thầy, thầy, cái nhìn của thầy cũng là một cái nhìn, mà tăng thân là có nhiều người có nhiều cái nhìn thì việc nó phải khác. Nhưng mà mình nói chứ không phải mình nói thầy làm trụ trì kiểu gì mà ở dưới nó sùm theo biết là bắt đầu ông thầy ông nổi lên. Trời ơi, muốn làm gì phải tưới người ta trước chứ, không? Dạ bạch thầy, trước hết con xin sám hối thầy nếu con nói những gì không đúng, và con rất biết ơn thầy đã dẫn dắt chúng con tu tập, và nhờ thầy mà chúng con cũng được một cái bước đường xa như vậy. Nhưng mà gần đây nội bộ anh chị em chúng con có những điều không vui với nhau, đâu phải là lúc nào cũng có, gần đây thôi. Thành thử ra tất cả cái gì chúng ta cũng có thể nói, nhưng chúng ta nói bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn thì chúng ta sẽ tạo ra chánh nghiệp. Và chúng ta đã sử dụng chánh tuệ, chánh niệm ở trong mọi vấn đề. Cho nên nếu mình đi làm, mình đi đến đâu, mình thấy cái điều gì không đúng, mình nói, mà nói có lý lẽ, nói bài bản thì người khác không làm gì được. Thưa đại chúng, bên Ấn Độ người ta vẫn còn kỳ thị dữ lắm, nhất là giai cấp. Không phải họ kỳ thị mình là người Việt Nam, không. Đa phần ở bển là người ta kỳ, vì sao? Vì người ta sống bằng một cái truyền thống kỳ thị giai cấp cho đến giờ phút này, chứ không phải là ngàn xưa. Người nhà giàu không được tới gần người nhà nghèo. Hôm rồi đây Pháp Hòa đi đám tang, gặp cái ông chủ nhà hoàng là một người Ấn Độ. Thì ông nói với Pháp Hòa đó, tôi muốn làm cái nhà hoàng này là bởi vì tôi muốn tất cả người Ấn Độ giàu nghèo gì cũng có thể tới đây làm đám tang. Tại vì gần đây trong cái cộng đồng người Ấn Độ ở đây, họ có một cái kỳ thị là nhà hoàng nào mà người nghèo vô làm rồi là họ không vô. Vì họ nghĩ rằng cái nhà hoàng đó, người nhà nghèo đó chạm vào đó rồi, và người nhà giàu họ không vào đó, để họ bị lô cái vị trí họ xuống. Nhưng mẹ của tôi ra nước ngoài lâu, và mẹ tôi dạy tôi là nếu con thực hiện được cái nhà hoàng mà bình đẳng cho tất cả người Ấn, thậm chí người Ấn nào nghèo không có tiền thiêu, cứ nhận họ vô cho họ làm đám. Thì họ nói như vậy đó. Thì có lần Pháp Hòa đi Ấn Độ, thấy một người nhà giàu, hai đứa lột hai chiếc giày đánh một đứa nghèo. Mà nói nó nghèo nó cũng phải nữa, nó đi bán đồ ăn, nó đi bán chuỗi, nó đi bán lá bồ đề. Nhưng mà lỡ nó đi ngang nó đụng cái hai cái đứa nhà giàu. Thì hai đứa kêu thằng nhỏ lại khoanh tay và lột hai chiếc giày đánh nó, đánh từ trên đầu đánh xuống. Thì Pháp Hòa đang hành lễ ở chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân, mình thấy bất nhẫn quá. Cho nên rồi Pháp Hòa tách đoàn, đại chúng đang lãnh lễ và xin đi ra. Và Pháp Hòa tới và nói, anh đâu có làm như vậy được. Và khi mình hiểu biết câu chuyện thì mình lại càng thương đứa nhỏ đó hơn. Suốt cái buổi nó đi theo Pháp Hòa, nó nói bây giờ mà tôi rời thầy cái là hai đứa kia đánh tôi chết. Và chẳng những như vậy á, và nó nói rằng mấy ngày sau nó sẽ không dám bén mảng tới khu này, tại vì hai người đó có thể đón đường đánh nó. Thế mình thấy là người ta vẫn còn sống trong giai cấp như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh, Đức Phật làm một việc mà rất khó làm, đó là giải tỏa giai cấp ở thời đó. Và một trong những việc mà Đức Phật đã làm là gì? Là cho người nữ đi xuất gia. Là vì thời đó người nữ không có địa vị gì trong xã hội hết.
Mà bây giờ Đức Phật tiếp nhận họ vào trong một giáo đoàn của người tu sĩ là một điều gọi là đi nghịch với đạo lý của Ấn Độ rồi. Cộng thêm còn đưa họ lên ngang bằng với các vị nam nữa là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni. Thì làm sao họ chấp nhận được cái chuyện đó? Cho nên Đức Phật buộc lòng phải kết hợp với Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất ra một cái lệ tám bát kinh pháp. Tám cái điều mà người nữ phải phục tùng, không phải là để chen ép người nữ. Nếu mà nói theo đơn giản giờ là để che mắt, để khuất những tư tưởng mà những người đó họ có tâm chống Đức Phật. Và đồng thời nói sâu nữa là Đức Phật thấy được tâm niệm nghiệp lực của người nữ. Phật không đặt cái này thì không thể nào giúp cho người nữ thăng tiến trên đường tu. Cho nên một điều gì Đức Phật làm, Đức Phật nói, nó đều ẩn tàng những cái điều mà Đức Phật suy tư trong đó bằng cái chánh tuệ, chánh kiến, chánh tư duy của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói làm những điều gì đó, nhưng nếu mình nói cho, mình lên tiếng cho công bình, cho xã hội, nhưng mình nói bằng chánh ngữ, mình nói bằng chánh kiến, bằng không chụp mũ, không đàn áp, không kỳ thị, không áp lực, mà mình cho người ta cái nhìn của mình, thì nó phải khác chứ. Thật ra được hết, không sao. Nhưng mà quý vị thấy không, mình có bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu một người Phật tử biết sử dụng tám cái này trong cuộc sống hàng ngày của mình, trước khi nói phải suy nghĩ kỹ là chánh tư duy. Từ chánh tư duy dẫn mình đến cái lời nói đàng hoàng là chánh ngữ. Và mình siêng năng làm điều đó là chánh tinh tấn. Định tĩnh nói điều đó là chánh định. Biết rõ việc mình làm là chánh niệm. Cho nên bát chánh đạo là tám con đường ngay thẳng đúng đắn. Mà nếu chúng ta học được cái đó, ứng dụng được cái đó, thì điều gì chúng ta nói cũng có thể mang lại lợi lạc cho người. Dù cái điều đó chúng ta nói nghịch lý họ đó, nhưng mình nói có đạo lý. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà ông vua ông chém đầu một người thần dân của ông. Ông vua này ông rất là cưng cái chú này, là vì chú này có hiếu lắm. Cho ông cưng lắm, cho đánh xe cho ông đi. Thì một ngày nọ một người khác tâu rỗi một cái điều không đúng về anh này, ông vua quyết định chém đầu. Không ai cán gián được hết. Lúc đó có một vị quan bước vô, bẩm hoàng thượng, cái tên này tội đáng chết 100 lần. Và cái tội đáng chết nhất là hắn chết đi mà còn để cho hoàng thượng mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người. Đáng chết quá. Ông vua nói thôi tha cho nó đi, để mai mốt trẫm mang tội không công bằng. Vậy thì ông này can vua hay là xúi vua? Can. Nhưng mà biết được cái tâm lý của vua. Nếu mà vua chặt đầu một người dân thường mà vì để mang tiếng là trẫm vì chuyện nhỏ mà chặt đầu người thì trẫm đâu phải là minh quân. Nhưng mà nói thường ông đâu có nghe, phải đánh vô cái tâm lý đó. Cái đó gọi là đối cơ. Hôm rồi Pháp Hòa đi về, có cái anh ảnh ở ở xa, anh mới kể, nói thưa thầy, con giận sư cô đó lắm. Hỏi sao giận? Sư cô la con. Hỏi tại sao la? Mới kể câu chuyện, anh nói có thằng thầy đó tụng kinh, rồi con ngồi con cười sặc sụa vì cái giọng thầy tụng kinh dở ẹt. Rồi cái mấy người kia súng nhau cười. Thì Pháp Hòa mới nói, thì sư cô la anh là phải rồi. Anh nói, nhưng mà sư cô la con giữa đám đông, cổ không kiên nể gì hết, phải kêu cổ kêu con vô chỗ là vắng rồi cổ la con. Pháp Hòa nói, vậy cái lúc anh cười thầy đó, sao anh không lựa chỗ vắng anh cười? Pháp Hòa mới nói, cái đó là đối cơ đó anh biết không? Mình làm ta quê trước đám đông, người ta sẽ cho mình biết quê giữa đám đông là gì. Thật sự cái đó là mình không phải là cố tình, nhưng mà trong một cái ngẫu nhiên như vậy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là Phật giáo không có biểu mình nhịn là mình phải chịu thua lỗ. Mình không có cái ý đó.
Nếu thua lỗ mà chính đáng mình sẽ thua lỗ. Cái chữ thua này đâu có nghĩa là mình bị gọi là bị mất mát cái gì, nhưng mà mình thấy rằng nói hoài vô bổ. Thí dụ như là hai bên đấu khẩu với nhau, báo chí đồ lời qua tiếng lại, đâu cần thiết. Cái đó là hí luận. Thậm chí mình nín đi, cho người ta nín luôn tốt. Cho nên ngài Phú Lâu Na đó, Đức Phật nói nếu ông đi tới chỗ đó người ta đánh ông, thậm chí người ta giết ông thì sao đây? Nói dạ, nếu con chết cho chánh pháp con vẫn chết. Tại vì chết mà cho chánh pháp, cho chánh nghĩa thì cái chết đó vẫn có cái giá trị. Thì cuối cùng thì qua câu hỏi này chúng ta biết rằng trong Phật Pháp á, chúng ta đừng có lầm là Đức Phật dạy chúng ta thụ động, mà người Phật tử rất là năng động. Chữ năng động là mình gọi là lóc chóc cả ngày phải không? Nhưng mình linh động trong mọi việc. Mình linh động trong mọi việc và mình ứng dụng mọi việc theo cái pháp tu của Đức Phật là bát chánh đạo. Điều gì mình nói, mình vẫn có thể nói. Nói như thế nào để người ta thấy được phải quấy đúng sai trong ngoài mạch lạc. Còn nếu như mình nói xong rồi mà người đó vẫn ngư ngư là lúc đó gì? Ngang rồi. Phải không? Chứ không phải là mình nín để rồi cho người ta lấn lướt mình, mà mình cũng không hề lấn lướt ai. Nói đạo lý thôi. Kính bạch thầy, người bệnh được khuyên là nên trì chú Đại Bi, chú Dược Sư vân vân để khỏi bệnh. Nếu thiệt là linh ứng thì làm gì có người chết? Chết vì bệnh. Còn nếu là không linh ứng thì khuyên trì tụng làm gì? Thứ hai là khi gặp khó khăn mọi người hãy cúng vái cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ. Vậy chư Phật Bồ Tát có gia hộ không? Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh thân và bệnh tâm. Về thân bệnh thì ai cũng có, nhưng mà mình lo lắng cho cái bệnh á, nó tăng trưởng bệnh hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái người bị ung thư mà người ta sống sầu não lo rầu cho cái bệnh á, thì làm cho cái độc ung thư nó càng dễ sanh. Vì vậy cho nên á, mình muốn giúp cho cái tâm bệnh người đó được nhẹ phần nào, cho nên mình thường khuyên người ta tụng kinh. Tụng để làm gì? Để người ta có một niềm tin, người ta gửi vào cái buồn khổ người ta vơi đi qua cái lời kinh thì người ta không có khổ đau đầy hai phần, vừa thân và vừa tâm. Và nếu như người ta có đầy đủ cái niềm tin, cái điều này chúng ta không thể nói được. Bởi vì sao? Bởi vì có cảm thì có ứng. Có cảm thì có ứng. Nếu niềm tin mình mà đầy đủ và phước mình chưa hết thì có thể cái đó nó có. Nói như vậy thì đạo hữu này cũng đúng thôi. Nếu mà trì chú mà linh thì đâu có người chết vì bệnh. Nhưng mà thay vì người ta chết vì bệnh mà chết đau khổ lo lắng thì mình nên đến mình khuyên người ta. Bệnh một mặt là phải trị và đồng thời giúp cho người ta an định cái tâm. An định cái tâm qua cái sự tụng kinh trì chú. Chứ không phải tụng mà hết. Phải không? Nó căng, nó cái duyên nó nhiều phần. Mình tụng là một phần nhưng phước nghiệp của mình nữa. Cũng giống như mình bệnh mà uống thuốc vậy đó. Đâu phải uống thuốc là hết đâu. Phải không? Nhưng mà không thể không uống thuốc. Vì vậy cho nên á, khi một người nào có bệnh á, mình đến mình cho người ta cái an ủi. Bác ơi, bác đừng có lo nha. Như hồi nãy đó, Pháp Hòa biết có một bác Pháp Hòa quen lâu năm lắm rồi. Gần 30 năm quen biết bác. Thì hôm nay Pháp Hòa biết bác bị bệnh nan y, cho nên Pháp Hòa tranh thủ chạy xuống thăm bác. Mà thật sự ngồi được có 15 phút à, là phải quay về liền. Thì trước khi đứng dậy Pháp Hòa nói bác ơi bác đừng có lo, bác sĩ ở đây giỏi lắm, người ta sẽ tận tình chăm sóc cho bác. Tại vì cái người bệnh là người ta thường lo, cho nên mình cho người ta một lời an ủi để người ta nhẹ nhàng. Thì cũng giống như mình cho người ta lời kinh vậy. Như bây giờ giúp cho người ta có cái chỗ trụ, cho nên mình nói bác niệm Phật đi. Thì người ta lo ta niệm Phật, cái người ta quên kia. Pháp Hòa có một ông cụ, năm nay ông đã 95 tuổi rồi mà vẫn còn sống. Ông bị tim nặng lắm. Thì khi mà ông lên cơn tim mà sắp mệt á, thì ông nghĩ là ông sắp chết. Cho nên ông lên giường ông nằm sẵn mà ông thở theo cái mệt của ông. Khi mà tim ông lên nó hất lên một cái ông nói à gì.
rợn lát nữa cái nó xuống cái ông Đà Phật, mà cứ a à, mà ông niệm A Di Đà Phật theo cái mệt của mình vậy đó. 10 phút sau cái nó tỉnh lặng xuống, mà tới bây giờ 95 tuổi còn đi xe bus ào ào. Cũng giống như cái người gặp khó khăn vậy đó. Khi mà người ta gặp khó khăn thì người ta thường hay hoang mang, lo sợ đủ thứ. Cho nên mình tôn giáo là người mình có một cái phần cầu nguyện. Thưa đại chúng, ở sống ở đời á, lý trí và tình cảm là hai cái mà không thể tách được. Lý là mình nói như vậy, nhưng mà đôi khi nó cũng phải có cái du di. Thở đây cũng vậy. Mình nếu mình nói rằng không có gì hết thì con người sống khô khan và không có điểm tựa. Cho nên khi một người người ta có nhiều khó khăn mà người ta hoang mang thì nó thôi ngồi xuống tĩnh lặng tụng thời kinh, gọi là cầu nguyện. Chứ cầu là gì? Cầu là muốn, muốn mới cầu đó. Còn nguyện là gì? Nguyện là làm. Mình muốn được như vậy thì mình cố gắng mình làm như vậy thì gọi là cầu nguyện. Thí dụ này, Nam Mô Di Đà Phật, con cầu cho con hết bệnh, phải không? Cầu hết bệnh, cầu là muốn hết bệnh, thì nguyện thì phải uống thuốc chữa bệnh. Cho nên nó không có cái gì gọi là mê tín, mà chẳng qua là một phương tiện giúp cho tâm của người đó an và tùy theo cái phước nghiệp của họ. Và đồng thời có những cái cảm mà chúng ta không thể dùng ngôn ngữ bình thường để chúng ta nói được. Bởi vì có những cái điều chúng ta không giải thích được, nó do linh cảm thôi. Mà cái chỗ cảm đó đâu có ngôn ngữ nói. Bạch Thầy, thật là hạnh phúc được gặp Thầy và nghe giảng Pháp. Con xin có hai câu, xin Thầy chỉ cách lại uy nghi khi đến chùa. Trước kia con chưa biết Phật, trong nhà có thờ thổ địa thần tài và ông Táo, nhưng bây giờ con đã biết Phật rồi thì con có thờ thêm Phật phía trên như vậy được không? Cái này Pháp Hòa cũng sẽ dự định hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một đề tài thần tài thổ địa. Nhưng mà thôi thì sẵn câu hỏi này thì Hòa cũng giải thích luôn. Về cái phần lạy á, thì Pháp Hòa cũng đã nói nhiều trong một vài cái bài giảng trước. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ thêm á, lạy Phật có nghĩa là một cái pháp tu cho mình trừ đi cái ngã, cái tôi của mình, và đồng thời để giúp cho mình tiếp xúc được, mở lòng mình ra với muôn loài muôn người. Cho nên khi lạy Phật là 10 ngón tay mình khép cho chặt. 10 ngón tay là tượng trưng cho cái tâm của mình nó lăng xăng ở 10 cõi. Bây giờ mình hiệp nó lại, cho nên thường lạy Phật đọc là nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm chứ không có tâm khác, một tâm này thôi, cho nên hiệp lại thành một và để ngay lòng ngực đây. Quý vị hiểu ý không? Để đây là tượng trưng cho đóa sen lòng ngay nơi tâm của mình. It's a flower come from the heart. Cho nên mình để ngay đây. Và khi mình lạy á, là mình đưa lên trán, tức là mình muốn cầu cái chỗ cao thượng thì trước hết phải hạ mình. Cũng giống như người muốn học giỏi thì trước hết phải hạ mình để học người khác. Trước khi lên làm vua thì cũng phải làm thái tử hay là làm cái người bình thường trước. Cho nên mình đưa lên trán cầu chỗ vô thượng, rồi thì mình hạ xuống mình lại. Và khi mở người mình xuống rồi thì tay mình mở ra để tượng trưng cho mở lòng, open heart, để mình học hỏi với nhiều người, để cho mình trưởng dưỡng mình lên. Nhưng mà khi mình lại xuống, mình chỉ nhẹ xuống, mình mở ra, chứ mình cũng không cần đưa lên trán lại rồi mình xòe tay ra rồi mình xuống chứ mình mở ra như vậy, rồi mình ốp lại như vậy. Không có cần, mình nhẹ nhàng bình thường thôi. Còn cái chuyện mình thờ ông Táo đó, thần tài thổ địa, cái này là thuộc về Trung Quốc chứ không phải của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu cái gì cũng có thể là thần. Cho nên mình có thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần chủ mã, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không gì đó. Thì bây giờ á, nếu mình đã chưa thờ thì khỏi thờ. Còn nếu đã thờ thì thôi cứ thờ mà không cần phải dẹp. Bởi vì theo Pháp Hòa quan niệm, mình kính vẫn hơn là mình bất kính.
Thí dụ bây giờ mình dọn vô nhà, mình ở nhà mới, thì mình mua một dĩa trái cây, mình thắp cây hương, mình nói hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình con chính thức dọn vào trong nhà mới này để cư ngụ. Con xin trình cho các vị thổ địa, thổ thần, các vị khuất mặt biết và gia hộ cho con ở đây được an ổn. Thí dụ người ta nói trời mê tín, thôi không sao, Pháp Hòa nghĩ dĩa trái cây và nói lên một lời nói đó có tốn kém, có chết người ta hàng Tây nào đó cũng nói. Và thí dụ bây giờ mình nghĩ đi, mình sống hàng xóm cũng phải biết hàng xóm chứ, lâu lâu còn chiên chả giò được cho hàng xóm. Thì thôi các vị, mà đối với các vị mình không thấy, nhưng mà có kính thì vẫn hơn là lòng mình bất kính. Thì theo cái quan niệm Pháp Hòa là như vậy. Cho quý vị đã, quý vị đã thờ thì thôi cứ thờ, còn ai chưa thì miễn cũng được, không sao. Còn mình đang thờ rồi thì bây giờ mình nếu có thờ Phật thêm thì mình cũng cứ gọn lại cái bàn thờ chỗ đó mình thờ thôi, chứ cũng không có sao. Nhưng nếu mình muốn thỉnh cũng thỉnh, để mình cất mình đưa vào chùa cũng không sao, cái đó tùy mình. Nhưng mà Pháp Hòa biết khi quý vị dọn rồi quý vị khó chịu lắm, bởi vì cái gì mình thờ rồi mình dọn mình khó chịu, thì thôi quý vị cứ kính thờ không sao hết. Dạ. Mình bây giờ mình nói ví dụ như thế này, mình kính trọng mọi người dù mình không biết người đó tốt hay xấu, nhưng mà cái đó, cái đức nó vẫn sanh, cái phước nó vẫn có hơn là ai mình cũng coi thường. Nghĩ như vậy đó. Cho nên cái người nào mà đồng tu, đồng đạo với mình đó, mình nói cái người đó thấy khét lắm, cái người đó thế này, thế kia, nói vậy chứ ít nhất ta biết đi chùa rồi, thì có ai để mà thấy ghét không ưa đâu. Người người mà xấu mình còn lễ được mà, cho nên không có gì trở ngại. Cho quý vị tập như vậy để tăng trưởng cái đức cho mình, cái phước cho mình. Bạch Thầy, con muốn hỏi tại sao phải đốt nhang? Đốt nhang có ý nghĩa gì? Xin thưa, nhang hay là hương là tượng trưng cho giới đức hay là giới hạnh của mỗi người. Ở trong kinh có câu, trong các loài hương không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên mỗi khi mình thắp hương á, là tượng trưng cho cái giới hạnh của mình. Ví dụ người nào mỗi lần thắp hương á, thì nó có bài kệ cho mình đọc để mình nguyện. Dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Cho nên mỗi lần mình thắp cây hương cho Phật thì không phải cho Phật thơm, mà chúng ta thắp cây hương đó là chúng ta nguyện giữ gìn những cái giới mà chúng ta đã tiếp nhận. Thí dụ như 5 giới, 10 giới vân vân, để làm cho cái hương đức hạnh của mình càng ngày càng lan tỏa. Nhưng bây giờ thắp hương thắp mấy cây? Căn bản thì 3 cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà thật sự ra đó, trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ, có giới. Trong giới có tuệ, có định. Cho nên chỉ cần thắp một cây cũng đủ. Quý vị hiểu ý như vậy. Hương của Phật có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta gọi là ngũ phần hương. Cho nên mình thắp một cây đủ rồi. Còn nếu như mình đến chùa lễ Phật mà thấy ai đã thắp sẵn cây hương rồi, mình không cần thắp nữa, mình chỉ cần lễ Phật thôi. Đừng có nghĩ rằng tôi phải thắp một cây hương Phật mới biết tôi có ở đây, còn không thôi Phật không biết. Không phải vậy. Và có những người thắp thật là nhiều hương, để làm chi biết không? Để mong rằng khói hương này nó đủ mạnh, nó lên tới trời, Phật mới biết là mình thắp hương cho Phật. Không phải. Cây hương đó là chỉ tượng trưng cho giới thôi, giới đức của mỗi người chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thắp cây hương thì chúng ta nguyện như vậy. Đây nè, trong kinh Pháp Hoa có phần nói rằng đốt ngón tay hay đốt thân là cúng dường chư Phật, xin Thầy giải thích dùm.
Phật Di Lặc lại đưa ngực ra. Có người Mỹ không hiểu, nói là không chỉnh tề. Trời ơi, nhiều khi họ ở trần, họ đi nguyên đường, có ai nói gì đâu. Nhiều khi nóng quá ở trần, đi nguyên đường cả ngày, có ai nói gì đâu. Mà giờ Phật cũng ngồi cạch, có đưa cái ngực rang chút xíu thôi mà cũng la làng. Thưa thầy chúng là ở trong nhà Phật á, không, cái tinh thần nguyên thủy của nhà Phật là không có đốt ngón tay, không có đốt thân, không có đốt những cái liều ở trên đầu. Cái vụ mà mình đốt những cái chấm chấm trên đầu đó, đó là theo tinh thần Bồ Tát của Đại Thừa, chứ còn nguyên thủy nhà Phật không có cái này. Nhưng mà ở đây chữ đốt nghĩa là gì? Bởi vì thân có nghĩa là thân tứ đại. Con người chúng ta thường chấp vào cái sắc thân. Nhưng mà cái người tu thoáng, tu đến có cái nhìn phát triển Đại Thừa, thì người ta không có coi cái thân này là trọng, mà người ta chỉ quý nó để mà tu hành thôi. Còn nếu lỡ mà nó có chết đi rồi thì cũng biết đây là cái thân tứ đại giả hợp. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên trong chùa thường hay nói đốt thân, đốt ngón tay rồi vậy đó. Giống như đốt cái này, đốt cái trên cái đỉnh, trên cái đầu mình đó. Có nhiều Phật tử nói thầy đó có 3 chấm à, tu ít hơn thầy 6 chấm. Đúng không? Rồi thầy không có chấm nào chắc không tu. Không phải vậy. Cái chấm đó nó không có mang, nó không có phải là bắt buộc, nó không có phải là giới luật gì của nhà Phật hết. Mà đó là tùy theo cái sự phát nguyện của mình thôi, chứ không có sao hết á. Mà người xưa người ta muốn đốt cái trên này là người ta phải căn cứ vào cái bàn tay của đương sự. Người ta mới lấy cái bàn tay của người muốn đốt, người ta đo từ chóp mũi nè, lấy cái ngón cái đo từ chóp mũi đo lên. Thì ta hễ mà cái bàn tay lớn nhỏ của người nào ngay đâu là cái huyệt nó nằm ngay đó. Người ta mới lấy cái bút, người ta làm dấu vào đó. Rồi tới cái đàn mà thọ nhận cái liều đó đó, cái đó người ta kêu là đốt liều đó. Liều tức là liều hương á. Ta để lên đầu mình cho đổ, để lên nó kêu cái xèo vậy đó. Không? Rồi nó chín từ từ nó phỏng, nó chín cái chỗ đó. Mà trong khi đó nó nóng, cái mồ hôi rồi sức nóng của cái người đó mình phải chịu. Rồi đại chúng niệm Phật tụng kinh để hộ niệm cho người đó, cho nó chín hết cái chỗ đó rồi mới gấp cái cục nhang đó ra. Rồi bắt đầu nó mới làm mũ cái chỗ đó. Làm mũ cái chỗ đó rồi khoảng tuần sau vậy đó, phát cho cục nếp ăn cho nó trương lên. Rồi bắt đầu mới gỡ cái mài đó ra và từ đó nó mới thành thẹo. Rồi thầy chùa nó dấp nó. Như là Phật xin thưa đại chúng về cái câu hỏi thứ hai là tại sao Phật Di Lặc đưa cái áo đó. Thường thường quý vị thấy Phật Di Lặc ngồi, xin lỗi dùng cái từ là đưa ngực á, là mà hở áo vậy đó. Cái đó là một cái biểu tượng. Bởi vì Đức Di Lặc là tượng trưng cho hạnh hỷ xả. Mà người hỷ xả đó thì người ta mở lòng. Nhưng mà không lẽ giờ làm cái tượng mở cái bụng ra cho lòi nguyên ruột nè. Cho nên ta mở cái áo. Mở cái áo là tượng trưng cho mở lòng. Rồi Phật Di Lặc có cái bụng to là tượng trưng cho cái người lòng dạ hoan hỷ rỗng rang. Tại vì cái người có tu á thì chứa được những điều mà mình khó chứa, xả được những điều mà thế gian mình khó xả. Cho nên người ta mới khen Phật Di Lặc á, khen Phật Di Lặc là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng lớn có khả năng dung chứa, nhưng mà dung chứa những điều người đời khó chứa, phải không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Xin thầy giải thích giùm con tại sao các thầy ở Thái Lan lại ăn mặn như vậy, trái với lời Phật dạy, và không có từ bi thì cứu độ chúng sanh. Và xin thưa, mình không thể nói vậy được.
Bởi vì đây là cái thời của Phật á, Phật đi khất thực. Và vì bên Ấn Độ người ta nghèo, cho nên người ta không có, người ta có chi người ta cúng nấy. Vậy vậy cho nên thời Phật là các vị ôm bình bát đi khất thực. Ai cúng cái gì thì mình nhận cái nấy, chứ không có quy định là mình thích ăn cái gì. Cho nên các thầy ngày xưa đi khất thực á, ôm cái bình bát á, là tay trái á, để ở dưới lòng bàn tay trái mình á, để ở dưới cái đít của bình bát. Và cái tay phải thì mình che ở phía trước cái bình bát. Khi mà người ta đem đến cúng cho mình, khi mà đi á, là không có ngó hai bên, xem coi là nhà nào, nhà này nhà lầu chắc giàu, nhà kia nhà lá chắc nghèo, không có phân biệt. Đi là cứ nhắm mình đi như vậy thôi, rồi ai muốn cúng thì ra phía trước cúng. Cho nên cái đó gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ tức là tuần tự đi khất thực chứ không có phân biệt. Trong khi đi khất thực là không được liếc ngó hai bên. Thậm chí á, khi người ta bưng thức ăn đến người ta cúng á, là mình thấy rằng có một người đứng trước mặt mình thì mình dừng lại và mình dở cái bát. Và xưa đại chúng, cái cách dở bát là dở như thế này: lấy cái tay phải của mình dở cái nắp bát ra và dở ngược như vậy nè. Dở như vậy để làm chi? Để che cái tầm nhìn của mình lại, để không còn biết là người ta cúng cái gì nữa. Còn nếu mình mở như vậy á, thì thứ nhất là người ta khó để vô. Cái thứ hai là you know what's in there. Là mình biết cái gì trong này. Rồi thí dụ như bây giờ mình dở cái giày nè, rồi gặp cái món bánh tiêu mình thích nữa, rồi mình ngó bên, trời ơi cô Phật tử này, cô cúng bánh tiêu đúng món của mình. Rồi cái hôm sau mình, người ta trở lại người ta cúng, cái mình nói cô cúng bánh tiêu bữa hôm phải không, cô làm bánh tiêu ngon lắm đó. Lần sau cho nữa nghe. Tức là cái thời của Phật đi khất thực là chỉ thứ đệ khất thực và không phân biệt bất cứ món gì người ta để vào. Ai cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên thời của Phật là không có ăn chay. Mãi đến khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa phát triển, cho nên người ta mới đề lên cái thuyết ăn chay. Bởi vì lúc đó không còn đi khất thực mà chùa tự nấu. Mà mình tự nấu thì mình lựa món ăn, mình chai lạc mình nấu mình ăn. Và các nước Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, người ta vẫn giữ cái truyền thống ngày xưa là chùa không nấu ăn. Người ta vẫn sáng đi ôm bình bát khất thực. Cho nên ai cúng chi thì người ta dùng nấy. Và người ta quy định ăn thịt mà ba điều, cho nên gọi là tam tịnh nhục. Thế nào gọi là tam tịnh nhục? Không thấy, không nghe, không nghi. Bởi vì mình không có đi cùng một con đường, cho nên người ta sẽ không chuẩn bị là nấu cho mình. Người ta nấu cho người ta ăn. Nhưng mà sẵn hôm nay ta nhìn ra cửa, ta thấy có mình một vị thầy đi ngang thì ta bưng ra người ta cúng. Cho nên mình biết chắc là người ta không phải vì mình mà người ta nấu người ta cúng. Và mình không có thấy con vật chết, mình không nghe tiếng con vật nó kêu, và mình chỉ ăn một bữa, ai cho chi dùng đấy. Và các vị ăn để nuôi thân, để nuôi thân mà tu hành. Cho nên ở cái mặt ăn uống, các vị đó đơn giản là cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên đó là cái truyền thống, cái truyền thống của các cái nước Phật giáo Nam truyền. Thì chúng ta không thể nói là các vị thiếu lòng từ bi được, mà chúng ta phải hiểu sống ở quốc độ nào thì phải bằng lòng như vậy. Ngay cả khi mà người Tây Tạng á, người ta ở cái xứ mà người ta không có trồng trọt gì được, bởi vì trên núi cao, cho nên á, người ta không ăn gà, không ăn vịt, mà người ta ăn cái con giác. Con giác là một cái loại vật mà nó to như con bò. Ở bên Tây Tạng á, nó có một cái con đó đó, mà cái bộ lông nó rất là dày. Thì người ta giết một con đó mà người ta ăn được hàng trăm người. Tức là người ta cũng biết sát như vậy là sát sinh, nhưng mà người ta giết một con to để có thể nuôi được nhiều người, còn hơn là người ta ăn uống nhiều cái con vật nhỏ khác. Cho nên mình
thông cảm là quốc độ nào thì người ta có cái truyền thống đó, và nếu mình sanh ở trong quốc độ đó thì cũng phải chấp nhận thôi. Con có người bạn thường xuyên đi hộ niệm, có khi đi hộ niệm trong buổi tang lễ, mỗi khi đứng gần quan tài bạn có cảm giác ớn lạnh xương sống, trong khi những người bạn khác đi hộ niệm chung đều không có cảm giác như vậy. Bạn con có bị nhiều lần như vậy, bạn con bị nhiều lần như vậy không biết vì sao. Chắc trước khi đi có uống nước đá không? Nhiều khi trước khi đi muốn mát uống ly nước đá vô, đứng nó lạnh lạnh vậy. Xin thưa là mỗi người á, nó có cái lực khác nhau. Có khi á, mình nói ví dụ vậy nè, hôm nào trong người mình yếu đó, cái mình ngồi đâu mình nói sao tôi thấy hơi ớn lạnh, tức là cái lực khỏe trong người mình nó giảm, cho nên cái đó dễ bị cảm, dễ bị bệnh. Thì lúc đó mình phải thoa dầu, mình làm gì đó. Thì cũng như vậy, trong con người chúng ta nó có hai cái lực, một là âm lực, hai là dương. Vậy thì nếu mình như vậy đó, có nghĩa là mình cũng cái phần đó mình hơi yếu đó. Cho nên này, nếu mình không có cảm thấy thoải mái để mình tụng kinh, đi hộ niệm thì đứng xa xa. Chứ nếu mình cảm thấy khó chịu đứng gần chi, rồi được lạnh hoài rồi về than, thiếu gì chỗ đứng. Đâu, mình đứng không gần được thì mình đứng xa, miễn mình có tâm hộ niệm cũng được. Xin thầy quan hỷ, gia đình con có người bệnh nặng nên tụng kinh gì? Vì con muốn cầu an cho người thân mỗi ngày. Khi mình có người bệnh đó, thì như nãy Pháp Hòa có nói vậy đó, tức là mình tùy theo mình có thể tụng kinh dược sư, kinh cầu an, tức là mình gửi cái năng lượng an lành tới cho người thân của mình thôi. Từ lúc nhỏ được mẹ quy y, bây giờ con quy y lại được không? Xin thưa, lúc nhỏ mình quy y á, tức là mình có thể cái ý thức mình nó chưa đủ. Cha mẹ giống như bây giờ vậy đó, dẫn con chút chút đi quy y vậy đó, nó ngồi đó thôi chứ nó đâu biết nó làm gì đâu. Thành thử ra khi nó lớn lên á, thì không phải là quy, nó quy lại cũng được, tức là để cho nó có một cái ý thức nó đang làm cái gì. Còn nếu người lớn mà đã quy y rồi mà vì giận hờn vì chuyện gì đó mà quy lại thì không nên. Tại vì mình quy y không phải quy với vị đó, mà mình quy y với tăng trong mười phương, chứ không phải quy với một người. Cho nên ngay cả khi mình hồi nhỏ đó, quý vị quy y thọ giới đó, bây giờ lớn lên quý vị cũng nên tiếp nhận lại. Không cần đổi pháp danh, mình có danh cứ giữ, tất nhiên mà tất cả mình nghe giới lại, để mình giống như là mình làm cho cái giới đó nó sâu sắc hơn trong tâm hồn của mình, trong tâm thức của mình. Kính thưa thầy, có người nói tại sao tu phải, tại sao phải tu, mình không làm ác, không làm gì bậy thì tại sao lại sao phải tu? Thưa thầy, con có khuyên người quen quy y thì phải kiếm người thầy có đủ đức độ. Kính xin thầy cho con biết con có tội không? Đúng rồi. Cái người không làm ác thì tại sao phải tu? Nhưng mà chưa đủ. Thí dụ mình biết cái điều đó tốt, tại sao mình không làm? Thành thử ra thí dụ mình quy y, mình tu tập thêm là điều tốt, tại sao không làm? Giống như mình khuyên con mình đã thấy cái gì tốt phải làm, mà tại sao mình bây giờ thấy cái tốt mình không làm? Phải không? Bây giờ mình không làm ác mà biết chắc là mình không ác không? Mình không có học thì mình biết cái nào mới gọi là thật không ác. Cho nên á, đây cũng là một quan niệm thôi, không có sao hết á. Nhưng mà mình nhớ là khi mình thấy cái điều đó tốt mà mình bỏ qua thì nó uổng. Phải không? Mình thấy cái điều lành thì phải nên làm, chứ sao bỏ qua chi cho nó uổng. Tại vì cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Còn thí dụ bây giờ mình khuyên người ta quy y, tìm những vị thầy nào mà có khả, mà để cho người ta nương tựa là điều tốt thôi. Nhưng mà mình nói chung chứ mình đừng chỉ trích ai. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con hiểu tri kiến Phật và làm sao ngồi thiền để nhất tâm bất loạn. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rằng chư Phật ra đời vì một mục đích là muốn cho mọi người có được cái, nhận ra được cái tri kiến Phật.
Tri kiến Phật bây giờ nói nôm na là gì? Tức là cái tánh giác của mình, cái trí sáng suốt nơi mình, gọi là tri kiến Phật. Bây giờ ai cũng có, nhưng mà không có ai chỉ cho mình biết thế nào gọi là tri kiến Phật. Thí dụ như giờ mình hỏi Phật tánh ở đâu, tri kiến Phật ở đâu, không có chỉ được, bởi vì cái đó nó bàn bạc nữa. Mà thí dụ giờ nhéo một cái, mình nói sao đau quá, biết đau không? Biết, đó. Tánh biết nằm ngay đó. Biết đau là có mặt Phật rồi đó. Rồi ngồi thiền mà tâm mình bị loạn, cho nên mình ngồi thiền. Bây giờ muốn cho mình bớt loạn á, tức là mình tập an trụ trong từng việc. Ăn thì không coi tivi, không đọc báo, chỉ lo ăn thôi. Để tập cho mình từ từ, mình an trụ trong mỗi phần như vậy. Con có nhiều chuyện rắc rối trên đường đời của con. Con không được may mắn lắm khi con càng thương người lo người, mà càng thương và càng lo thì mỗi người đó càng làm con đau và hại con càng nhiều. Con rất rộng rãi khi con có khả năng để giúp đỡ. Khi mình không còn khả năng thì tất cả người đó bỏ mình. Con có nhà cửa đầu tư, cái này là nghiệp hay họ có lòng sân si vì người ta xin con với số tiền quá lớn, con không giúp được thì người ta hại con. Xin thầy cho con được biết. Tiếng Anh nó kêu là that's life. Thưa thưa đại chúng, là thật sự ra thì cái điều này nó cũng là một trong những cái vô số những cái phiền phức ở trong cuộc sống. Thì cái điều này cũng khó mà nói, bởi vì mỗi người chúng ta có một cái chuyện sâu sắc hơn. Bây giờ mình nếu mình đem cái này ra mình nói một cách căn bản quá thì cũng khó. Thì thôi bây giờ nếu mà chúng ta là những người giúp đỡ cho người bằng cả tấm lòng của mình, nhưng mình không được tiếp đãi trở lại, thì mình phải nên học cái hạnh giúp người mà không cần cầu đáp. Tại vì nếu mình cầu đáp mà người ta không đáp thì mình khổ. Cho nên mình học theo cái lời Phật dạy là thi ân không cần cầu báo, vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thì thôi bây giờ mình làm được gì cho ai thì mình cứ làm. Người ta xin mình số tiền quá lớn, mà trong này nó rõ số tiền luôn nữa đó, mà không có thì khỏi cho, chứ có gì đâu khác mắc, phải không? Thành thử ra nếu mà người đó mà không có thoải mái với mình là cái lỗi người ta, chứ còn mình không có thì mình không giúp thôi. Con có một điều khó trình bày cho đại chúng, con xin một chút thời gian riêng của thầy, xin thầy đại bi hoan hỷ. Dạ hoan hỷ lắm. Dạ lần lát gặp riêng nha. Con xin sám hối, xin lỗi thầy, các sư và cùng các Phật tử là con không hoàn tất như ý nguyện của con là làm thêm 2 món đồ ăn để cúng dường. Vì như có chuyện đột ngột xảy ra, con về khuya quá nên con không hoàn tất theo ý nguyện của con feel bad lắm. Không có sao, không ăn lấy tiền. Quý vị đừng có lo chuyện đó. Mình phát nguyện, mình làm, mình cúng dường, nhưng không phải vì cái tâm bực bội, phiền não gì mà mình bỏ cuộc. Mà chẳng qua vì hoàn cảnh mình không làm được thì có lỗi gì đâu, phải không? Một tâm niệm an lành là mình đã được chứng biết, cho mình có lòng là quý rồi. Không có sao hết. Mình không cúng thì cũng không có món này của mình thì cũng có những món khác. Bởi vì tất cả mọi người ngồi đây ai cũng biết là sao mình ăn để mình sống, mình tu, chứ đâu phải mình sống để chỉ vì cái ăn, phải không? Cho nên quý vị yên tâm và nhẹ nhàng, chuyện đó không có gì trở ngại hết. Thôi feel good đi, đừng feel bad nữa. Bạch thầy.